Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Tập 25. Nam tử gọi là Tiền Vô Địch sắc mặt lãnh đạm nói. Bọn họ khoe khoang phong tình ta mặc kệ, nhưng lại lấy tên của Thương Minh ra, lại làm ra một ít chuyện mất mặt. Hắn lạnh nhạt đi ra một bước, vậy mà là xúc địa thành thốn, một bước vượt qua mấy trăm mét, một đạo kim quang ngưng tụ trong lòng bàn tay của hắn, đánh lên người Đường Nguyên cùng Đinh Linh Nhi. Hai người đang bất phân thắng bại cảm nhận được nguy hiểm, trong nội tâm cả kinh, nhao nhao thối lui ngăn cản kim quang đánh tới. Oanh! Dưới trưởng của Tiền Vô Địch, trực tiếp đánh hai người lui ra mấy chục bước, vẻ mặt tái nhợt dừng tay. Đinh Linh Nhi trên trán đổ mồ hôi, không ngừng thở hào hển, ngực phập phồng lợi hại. Tiền Vô Địch, người có ý gì? Sắc mặt Đường Nguyên trắng bệch phẫn nộ quát, hắn vạn phần căm tức là, đối phương lại làm hắn mất mặt trước rất nhiều người. Tiền Vô Địch lãnh đạm nói. Các ngươi đại biểu không chỉ thương hội của chính mình, càng là mặt mũi của Thương Minh. Hai kẻ cặn bã các ngươi, một lần nữa bôi đen Thương Minh, ta trực tiếp hành quyết các ngươi tại chỗ. Đường Nguyên giận tím mặt, quát. Chê cười, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, kim tiền thương hội cũng như chúng ta, cũng chỉ là một thành viên ban trị sự như chúng ta mà thôi, ngươi còn tưởng rằng mình là lão đại sao. Ô ô, Đường Nguyên nói lời này chính là tìm chết. Thủy Lạc Yên cũng cười tiến lên, ý vị thâm trường nói ra. Người nào không biết Tiền Vô Địch chúng ta vẫn cho rằng mình chính là lão đại, đừng nói là ngươi, cho dù là Vạn Bảo Lâu Lệ Phi Vũ, hắn nhìn không vừa mắt cũng sẽ ra tay. Đường Nguyên cười lạnh mỉa mai, nói. Có bản lĩnh tìm Lệ Phi Vũ đi, với thực lực của người ta, hắn đều khinh thường đi tới Tu Di Sơn này. Mà ngươi tới, vậy chứng minh hai người không cùng cấp bậc, ha ha. Khí thế trên người Tiền Vô Địch lạnh lẽo, dần dần tăng lên cao, một bước tiến tới chỗ Đường Nguyên, thần sắc trên mặt lại trở nên đạm mạc, nói. Đây là ngươi muốn chết, không trách ta được. Trong lòng Đường Nguyên cả kinh, liền lùi lại mấy bước, quát. Tiền Vô Địch, ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự dám giết ta hay sao? Nơi này có mấy trăm người chứng kiến, nếu như ngươi giết ta, Tứ Cực Thương Hội sẽ là đối thủ một mất một còn với Kim Tiền Thương Hội. Là cục diện không chết không ngớt. Trách nhiệm này ngươi đảm đương nổi sao? Sắp chết còn rong dài như thế. Thân thể Tiền Vô Địch khẽ động, trước mặt của hắn xuất hiện một khe hở, đại lượng nguyên khí trực tiếp bốc hơi, sương mù tràn ngập, nhưng ở nơi này không ai không phải cao thủ, thần thức phóng ra, tất cả đều nhìn rõ ràng. Tiền Vô Địch không có làm bất kỳ động tác khó tưởng tượng nào đó, chỉ là một quyền vô cùng đơn giản đánh tới mà thôi. Nhưng mà trong mắt Đường Nguyên lại không phải đơn giản như vậy, trong nội tâm hoảng hốt, một quyền này có thể phong tỏa thiên địa, trực tiếp chấn áp hắn tại chỗ, không thể động đậy. Quyền uy gào thét cơ hồ muốn đánh nát thân thể của hắn. Hắn thật sự muốn giết ta. Trong nội tâm Đường Nguyên sinh ra cảm giác sợ hãi thật lớn, nổi giận mắng, đây là tên điên. Hai tay của hắn niết pháp quyết, lập tức một đạo kim quang bay ra khỏi mi tâm, dần dần ngưng tụ trước người, biến ảo thành một kiện áo giáp. Kim quang sáng ngời. Oanh! Quyền thế trực tiếp đánh vào chiến giáp kia, mắt thường có thể thấy được chiến giáp hơi cong, sau đó quyền kình bị ngăn cản lại, chiến giáp nhẹ nhàng đạn hồi trở lại nguyên trạng. Nhưng quyền uy chí cường vẫn đánh thân thể Đường Nguyên bay ra xa trăm mét. Thiên Lam chiến giáp! Thủy Lạc Yên cả kinh, trong mắt bắn ra tinh quang sáng ngời. Tuy chiến giáp có thể ngăn cản quyền thế, nhưng Đường Nguyên vẫn bị chấn động thổ huyết, hào quang trong tay lóe lên. Một cây băng thương màu lam hiện ra trên tay, trên mặt đầy dữ tợn, cắn răng nói. Tiền Vô Địch, Thiên Lam chiến giáp và chiến thương đều là của ta, cho dù ngươi muốn giết ta, ta cũng có năng lực trọng thương ngươi. Đến lúc đó trong Tu Di Sơn này sẽ có người chiếm tiện nghi, lấy mạng của ngươi. Tiền Vô Địch nhìn qua chiến thương kia, cau mày nói. Ngươi đang uy hiếp ta. Ha ha, uy hiếp. Đường Nguyên cười ha hả, nói. Ta có uy hiếp hay không thì nội tâm của ngươi rõ ràng. Chiến giáp và chiến trường có vũ kỹ tố hợp, ta không tin ngươi có thể thiếp được. Đến lúc đó ngươi trọng thương, người muốn ngươi chết có rất nhiều. Như là Thủy Lạc Yên kia, ngươi cho rằng nàng sẽ bỏ qua cơ hội này sao? Đừng quên, trên người nàng còn có võ ý kết đan, có trời mới biết còn có bảo bối nào trong tay hay không. Thủy Lạc Yên biến sắc, giận dữ nói. Tốt cho Đường Nguyên, chính mình muốn chết còn kéo thêm chuyện. Tiền Vô Địch do dự, liền quay người quay lại trước thần cung ngồi xuống, không động thủ lần nữa, chỉ lạnh nhạt nói.
lại làm chuyện mất mặt tiếp, ta liều mạng trọng thương cũng phải giết ngươi. Tức giận trên mặt Đường Nguyên hiện ra, cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể trợn mắt nhìn, vẻ mặt tái nhợt. Thủy Lạc Yên nhìn qua Đinh Linh Nhi xa xa, trên mặt hiện lên một tia nghiền ngẫm, nói. Ngươi đúng là hồ ly tinh, ở đâu cũng có nam nhân bảo vệ ngươi. Bên ngoài có Lý Vân Tiêu, bên trong lại có Tiền Vô Địch cũng bị ngươi mê hoặc. Sắc mặt Đinh Linh Nhi lạnh lẽo, tức giận nói. Ngươi cho rằng mỗi người đều giống tiện nhân ngươi sao, nhìn thấy nam nhân thì ưa thích dán vào. Sắc mặt Thủy Lạc Yên biến hóa, lại xuất hiện một tia trang nhã, nhìn Đường Nguyên kêu lên. Nữ nhân mà ngươi xem trọng đã có người khác, đừng để Lý Vân Tiêu câu chạy mất. Trên mặt Đường Nguyên xuất hiện thần thái dữ tợn, nói. Lý Vân Tiêu dám đoạt nữ nhân của ta, thực muốn chết. Tiện nhân, chờ sau khi thương minh lưỡng hội chấm dứt, ta sẽ hảo hảo cho ngươi nếm thử tư vị dưới háng của ta. Đinh Linh Nhi tức giận toàn thân phát run, sắc mặt tái nhợt như muốn khóc. Bị người ta vũ nhục như thế, nữ hài tử như nàng làm sao có thể chịu nổi. Đột nhiên một đôi tay đặt lên vai của nàng, đỡ lấy nàng sắp ngã, chính là Lạc Vân Thường nói. Đừng sợ, ta tin tưởng Vân Tiêu sẽ giúp ngươi trả thù cơn tức này. Lạc Vân Thường nói ra lời này thì cảm giác trong nội tâm quá không có tư vị, nhưng vẫn kiên định đứng bên người nàng. Đinh Linh Nhi không nhịn được nữa, nước mắt phốc sóc chảy xuống. Nàng một nữ hài tử thừa nhận áp lực lớn từ chuyện thương hội suy sụp, còn bị người ta nhục nhã như thế, đương nhiên sẽ rơi lệ. Thủy Lạc Yên dường như ngại khiêu khích còn chưa đủ đã ghiền, cười lạnh nói. Đường Nguyên, người cũng nên cẩn thận một chút, Lý Vân Tiêu kia dường như có chút bổn sự đấy. Đường Nguyên khinh thường mỉa mai, nói. Thành Viêm Vũ cùng lắm chỉ ỷ vào mấy trận pháp mà thôi, đây là ở trong Tu Di Sơn, hừ, nếu như hắn dám đứng trước mặt ta, ta lập tức đánh hắn miệng đầy cứt. Xíu, yêu yêu. Đột nhiên một đạo nhân ảnh xuất hiện trước mặt Đường Nguyên, nhanh tới mức làm cho người ta không kịp phản ứng. Ba, một âm thanh vô cùng thanh thúy vang lên, thân thể Đường Nguyên bị tát bay ra ngoài. Tất cả mọi người phát mộng, chỉ thấy Đường Nguyên bị tát bay ra xa. Hắn rơi xuống linh khí chi hải bên kia, hắn kinh sợ đứng lên, giận dữ hét. Ngươi là, La Thanh Vân. Sau khi nhìn rõ gương mặt của người vừa trong nội tâm phát lạnh, ngón tay đang chỉ vào không trung trở nên xấu hổ, buông cũng không phải, tiếp tục chỉ vào cũng không phải. Thủy Lạc Yên cũng cả kinh, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, dường như hết sức kiêng kỵ người này. Hào quang trong mắt La Thanh Vân chớp động, lạnh lùng nói. Ngươi thích khi dễ nữ nhân thì ta cũng mặc kệ. Về phần Lý Vân Tiêu, ta từng thua trong tay của hắn, ngươi nói đánh hắn miệng đầy cứt, vậy có phải là nói ta ở trước mặt của ngươi còn thua cả đống cứt? Đường Nguyên bụng mặt, hoảng sợ không thôi. Người ở trước mặt này hắn đã nghe nói nhiều, tại Thiên Vũ Đại Lục, tuyệt đối là thiên tài hàng đầu. Hắn làm sao có thể bại trong tay Lý Vân Tiêu, mặc dù có nghe nói qua, nhưng căn bản sẽ không tin tưởng. Giờ phút này nghe hắn chính miệng nói ra. Không chỉ Đường Nguyên, không ít võ giả đều biến sức. La Thanh Vân nhắm mắt lại, thản nhiên nói. Lại nói thêm câu ngu xuẩn nào như vừa rồi, trực tiếp giết ngươi, không chào hỏi. Toàn thân Đường Nguyên run rẩy lên, không dám nói lời nào, bị bạt tai trước mặt mọi người, trên mặt xấu hổ đỏ bừng, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Cả thần cung thoáng cái trở nên quạnh quẽ, mọi người thấy trò hay diễn xong cũng tản ra, tiếp tục tu luyện của mình. Đột nhiên một người la hoảng lên, nói. Mau nhìn, bảo điện bên kia có biến hóa. Trong nội tâm tất cả mọi người chấn động, nhao nhao nhìn qua phía bảo điện kia, chỉ thấy một đạo quang mang sáng lên trong bảo điện, dần dần khuyết tán ra, hình thành bộ dáng cánh cửa. Cửa, đó là cửa. Ha ha, cửa đại điện rốt cuộc mở ra. Mọi người đừng cao hứng quá sớm, trước nhìn kỹ hắn nói. Cánh cửa này quá quỷ dị. Tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn qua cánh cửa kia biến hóa, một chuyện xảy ra đột ngột làm mọi người ngây ngốc, chỉ thấy trong cánh cửa có một cái chân bước ra. Đúng, chính là một chân. Đúng vậy, chân nhân loại, hơn nữa sau đó một nam tử từ đi ra, kinh ngạc nhìn qua bốn phía. Chi, vì sao trong cánh cửa bảo điện lại có người đi ra? Cái này, tiểu tử này là ai? Vì sao quen mắt như thế? Ngoá! Sẽ không bị người ta nhanh chân tới trước chứ? À, đây, người này không phải Lý Vân Tiêu sao? Xôn xao lên, tất cả mọi người xôi trào, cả đám vẻ mặt khiếp sợ và không thể tin nổi.
không ít người thử xông tới, vẫn như trước bị hào quang thần cung ngăn cản ở bên ngoài, cũng giống như lúc trước, không thể tiến vào mảy may. Đinh Linh Nhi cùng Lạc Vân Thường lập tức há hốc mồm, Lý Vân Tiêu vì sao xuất hiện ở bên trong. Còn có Vương Cường cùng Chu Tử Nguyên ở xa xa, trong nội tâm chấn động mãnh liệt. Mẹ kiếp, hắn làm sao đi vào được? Lý Vân Tiêu, mau mở bảo điện này ra, để chúng ta đi vào. Tất cả mọi người không cách nào bình tĩnh, tu di thần cung trong truyền thuyết hiển hiện trước mắt, nhưng không cách nào đi vào. Không cách nào đi vào thì cũng bỏ đi, vậy mà người khác có thể tiến vào, mình không thể tiến vào, đây mới là chuyện đáng căm tức và đáng hận nhất. Mở cửa nhanh, nếu không ra khỏi bí cảnh sẽ lấy mạng của ngươi. Các tiếng khẩn cầu cùng uy hiếp vang lên bốn phía, còn có một chút người nổi giận công kích nhưng chỉ làm chuyện vô bổ. Lý Vân Tiêu nhanh chóng hiểu rõ thế cục trước mắt, hơn nữa tòa tu di thần cung này đúng là địa phương đánh dấu trên bản đồ, hắn lập tức mỉm cười làm thủ thế yên tĩnh, nói. Mọi người im lặng, đều nghe ta nói. Chiêu này quả nhiên có hiệu quả nhiên tất cả mọi người yên tĩnh, nhưng mà tiếng hít thở rất nặng, hiển nhiên nội tâm thập phần không bình tĩnh. Ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn lên người Đinh Linh Nhi, cười nói. Ta vừa rồi nghe nói có người muốn đánh ta miệng đầy cứt. Nhưng lại nói dưới háng của hắn rất có tư vị. Không biết là vị anh hùng nào, kính xin đứng ra một chút. Soát, ánh mắt tất cả đều nhìn lên người Đường Nguyên, hơn nữa trực tiếp kéo dài khoảng cách khỏi hắn, làm cho hắn lẻ loi trơ trọi đứng một mình ở giữa. Sắc mặt Đường Nguyên hiện tại tái nhợt, nhưng nghĩ đến thực lực đối phương, không có gì phải sợ cả. Vì vậy ngạo nghễ nói. Chính là đường ra ta, người muốn sao? Đinh Linh Nhi là ta độc chiếm, người muốn đoạt với ta, tìm chết. Đinh Linh Nhi nghe xong, trong nội tâm khẩn trương, không biết vì sao Đường Nguyên ở trước mặt Lý Vân Tiêu nói ra loại lời này, làm cho nàng càng thêm xấu hổ và giận dữ gấp trăm lần, tức giận tới mức nước mắt chảy dài. Trong mắt Lý Vân Tiêu không có chút biểu lộ nào cả, gật đầu nói. Thì ra là vị anh hùng này, chư vị. Cửa thần cung ta biết cách mở như thế nào. Nhưng nếu như ta mở cửa này ra, vị anh hùng này nói đánh ta miệng đầy cứt, ta không dám mở a. Không ít người nhao nhao nhíu mày, quát. Không cần sợ, chỉ cần ngươi mở cánh cửa này ra, chúng ta tất nhiên sẽ bảo vệ ngươi an toàn, ai cũng không dám động tới ngươi. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói. Chư vị nói thì ta tin, nhưng vẫn không có nhiều cảm giác an toàn. Nhưng nếu vị đại ca nào hỗ trợ đánh nát đúng quần của vị anh hùng kia, một lần nữa nhét cứt đầy miệng của hắn, ta nghĩ ta sẽ vui vẻ trợ giúp mọi người mở cửa ra. Hắn vừa mới nói xong, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn qua Đường Nguyên, hơn nữa đều mang theo chút sát ý. Sắc mặt Đường Nguyên lập tức đại biến, vạn phần cảnh giác, phẫn nộ quát. Các ngươi ai dám động đến ta? Ta chính là thiếu chủ tứ cực môn, giết ta các ngươi chắc chắn sẽ bị diệt môn. Trong lòng mọi người có kiêng kỵ, một người trong đó kêu lên. Lý Vân Tiêu, chuyện của ngươi và người này là chuyện riêng, mơ tưởng lôi kéo mọi người làm tay chân cho ngươi. Nhanh mở cửa thần cung cho chúng ta vào, đây mới là chuyện chính sự của mọi người. Đúng vậy, không sai, nhanh mở cửa thần cung mới là chính sự. Đây là ân oán cá nhân của các ngươi, ai thèm quản nó chứ? Lý Vân Tiêu nhìn qua mọi người, mỉm cười quay người đi trong, nói. Được rồi, mọi người cứ đứng ngoài cửa mà chờ thời gian tu di sơn chấm dứt đi, ta tự mình đi tầm bảo, tạm biệt mọi người. Hắn phất phất tay, lập tức muốn biến mất trước mặt mọi người. Tất cả mọi người khẩn trương, nhao nhao gào lên. Đừng, chờ đi, chúng ta đập nát đúng quần của hắn còn không được sao. Chỉ cần ngươi mở cửa thần cung ra, thế nào? Đường Nguyên kinh hãi, hắn đã phát giác được mấy chục đạo thần thức tập trung vào người hắn, sắc mặt lập tức trắng bệch. Vội vàng bỏ chạy ra phía sau. Nói đùa gì vậy, nơi này có mấy trăm võ giả, chỉ Vũ Tông cũng hơn mười mấy tên, cơ hồ tất cả tinh anh đều tụ tập tại đây, nếu không chạy thì chỉ có con đường chết. Đột nhiên một đạo nhân ảnh trực tiếp ngăn trước mặt hắn, ngay sau đó là hai đạo, ba đạo, trong nháy mắt một đám người bao vây hắn, ai cũng cười lạnh không có hảo ý. Toàn thân Đường Nguyên rét run, thấy lạnh từ bàn chân lên đỉnh đầu. Một người trong đó mỉa mai nói. Chúng ta chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi, huống hồ Vân Thiếu đại nhân có đại lượng, cũng không phải lấy mạng của ngươi, chỉ muốn mọi người thưởng thức tư vị dưới háng của ngươi, ngươi không phải nói dưới háng của ngươi mỹ diệu thế nào sao, lộ ra cho mọi người làm quen nào, ha ha ha. Ha ha,
Mọi người lập tức cười rộ lên, đều dùng ánh mắt nghiền ngẫm trêu tức. Sắc mặt Đường Nguyên tái nhợt không còn chút máu, chỉ cảm thấy dưới háng lạnh buốt, vội vàng dùng hai tay bụng lại, thiên lam chiến giáp bao phủ toàn thân, bao vây hắn lại, hóa thành một đạo quang mang phóng lên trời định chạy trốn. Mọi người không cần băn khoăn, đồng loạt ra tay. Một người hét lớn, hơn 10 đạo công kích nhanh chóng đuổi theo. Trực tiếp đánh vào người Đường Nguyên. Những kẻ này đều là cường giả vũ tông, cho dù thiên lam chiến giáp có lợi hại hơn nữa cũng không thể ngăn 10 người cùng công kích, cái kia chiến giáp lập tức đã bị đánh bạo, thân thể Đường Nguyên từ trên cao rơi xuống. Vài tên võ giả nhanh chóng tiến lên, một hồi quyền đấm cước đá, còn ẩn ẩn thấy có người giơ cây búa lên nện mạnh vài cái, vài tiếng kêu bi thảm vang vọng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Rất nhanh, Đường Nguyên nửa chết nửa sống bị người ta kéo lấy hai chân ném tới dưới đại điện, đúng quần đã không phải là máu tươi, hoàn toàn là bùn nhão, huyết nhục mơ hồ. Mà trong miệng nhét đầy cứt, tản ra mùi buồn nôn, thật không biết những người này lấy ở đâu ra. Tất cả mọi người cảm thấy dưới đúng quần lạnh buốt, dạ dày thì không ngừng quay cuồng. Ai nha, vị đại ca nào ra tay độc ác như thế, thứ trong đúng quần đã bị đập nát thành thịt bọt. Ai nha, đáng thương đáng thương. Lý Vân Tiêu sắc mặt đầy đồng tình, mở miệng trách cứ hung thủ. Mọi người té xỉu, mẹ kiếp, còn không phải ngươi yêu cầu, the CLMM. Trong nội tâm không ngừng mắng chửi. Đường Nguyên vốn còn có một tia ý thức, nghe được đúng quần của mình đã hỏng bét thì rốt cuộc chịu không được, phun ra một ngụm máu tươi chết ngất. Tốt, ngươi yêu cầu đã hoàn thành, tranh thủ thời gian mở cửa. Tất cả mọi người nhao nhao thúc giục. Lý Vân Tiêu mỉm cười. Hắn cũng nhìn ra thông đạo thần cung chính là ngọc đài hắn từng đi qua, hắn giờ phút này tuy đứng trước đại điện, nhưng phía sau vẫn bị cấm chế ngăn cản, không cách nào đi về phía trước. Hắn lục lọi một lát đánh ra mấy đạo pháp quyết, cả thần cung có tiếng oanh minh vang lên. Cả linh khí chi hải sinh ra biến hóa, tầng mây trên bầu trời trôi qua, cả trên biển linh khí sáng tối bất định, một loại âm thanh từ viễn cổ tới gần. Từ trên bầu trời, đột nhiên có một đạo kim quang giáng xuống thần cung. Cấm chế lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa. Lúc này kim quang chậm rãi xuất hiện cánh cửa đá, phía trên có lưu quang sáng ngời, tản ra ý vận viễn cổ, uy áp chí cường, vậy mà làm cho tất cả mọi người nhao nhao lui về phía sau, khó có thể tiến thêm một bước. Lý Vân Tiêu cũng cảm nhận được uy áp kinh người này, cả kinh vội vàng tránh lui ra khỏi đại điện, nếu không đi hắn có thể bị uy áp đè thành thịt nát. Ầm ầm, cửa đá rốt cục rơi xuống, nhưng mà vẫn không thể nhìn thấy đỉnh. Nó liền một thể với thần cung, tản mát ra phong cách trang nghiêm và cổ xưa. Giống như trăm triệu năm đến nay nó vẫn trấn thủ ở nơi này sừng sững không ngã. Thì ra đây mới là cửa. Rốt cục xuất hiện. Tất cả mọi người đại hỉ, toàn bộ đi đến, nhưng cửa đá đóng chặt, căn bản không biết khi nào mở ra. Trên cửa đá có đồ án trận pháp vô cùng to lớn, các loại ký hiệu cổ quái bắn ra, làm cho người ta khó có thể nắm lấy. Có ai thông hiểu trận pháp? Mau tới đây nghiên cứu một hai. Nghiên cứu cái giám a hát, chẳng phải là một cánh cửa đá sao? Đánh mở nó ra. Trong tay của một người xuất hiện chiến phủ, hắn đi tới chém thẳng vào cánh cửa đá. Oanh! Chiến phủ nện vào cánh cửa, không có người nào phản ứng. Đột nhiên một đạo lam sắc quang mang bắn ra, trực tiếp bắn vào thân của người này, lúc này mọi người mới phản ứng, chỉ thấy người này lập tức hóa thành khối băng, sau đó răng rắc vỡ ra đến. Hóa thành vụn băng biến mất trên không trung, ngay cả một chút cặn bã cũng không còn thừa. Chi! Tất cả mọi người hít khí lạnh, hoảng sợ nhao nhao sau lùi lại mấy bước, lúc này vô cùng cảnh giác. Vẫn nên có chuyên gia trận pháp tới xem a, có ai tinh thông trận pháp hay không? Lúc này không còn có người nào dám nói cái gì đánh tan cánh cửa đá nữa. Lạc Vân Thường cùng Đinh Linh Nhi đều tập trung sự chú ý lên Lý Vân Tiêu. Căn bản không có chú ý tình huống cánh cửa, ân cần hỏi han. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói giảng lược những gì mình trải qua, ánh mắt cũng bị trận pháp hấp dẫn. Ký hiệu bốn phía của đại trận hắn không nhận ra, nhưng đồ án khắc chính giữa trận pháp này chính là chân long, mà con chân long này khiến hắn nhìn quen mắt. Không chỉ có là hắn, La Thanh Vân có thượng cổ chân long huyết mạch cảm thấy nội tâm chấn động, dường như có một loại triệu hoán tới từ long huyết. Hắn quá sợ hãi. Trận pháp này có đồ án chân long, chẳng lẽ sẽ có một đầu thượng cổ chân long? Vừa có suy nghĩ này thì hắn lập tức bài trừ mất. Thượng cổ chân long chính là thiên địa thai nghén sinh ra, thập phương thần cảnh tồn tại.
Làm sao có thể bị người ta luyện thành trận nhãn, khắc ngay trên trận pháp? Nếu thật sự là như thế, chủ nhân tòa thần cung này là tồn tại kinh khủng cỡ nào? Để cho ta tới thử xem a. Một tiếng nói thanh thúy vang lên, từ trong đám người có một thanh niên tuấn ngạn đi ra, nhìn chằm chằm vào trận pháp một hồi. Trận pháp này ta chưa bao giờ thấy qua, chỉ có thể thử phá giải. Là Từ Phong, dĩ nhiên là người Từ gia, xem ra trận pháp này có thể phá. Từ Phong là người phương nào? Vì sao ngươi tin tưởng với hắn như thế? Trời ạ, ngươi cũng không biết Bắc vực Từ gia sao? Từ gia bọn họ chính là trận pháp thế gia. Gia chủ Từ lão nhân càng là đệ tử của Vũ Đế Đằng Quang. Cái gì, đệ tử vương tọa Vũ Đế Đằng Quang? Chi, địa vị thật ghê gớm a. Người liên quan lập tức tránh ra một con đường, thời điểm này Từ Phong tiến lên. Lý Vân Tiêu không nhịn được nhìn qua hắn vài lần, âm thầm lắc đầu. Trận pháp này nếu như bản thân Đằng Quang tới còn có vài phần khả năng phá vỡ được, muốn nói đệ tử, hậu bối của hắn tới, vậy thì không có khả năng. Quả nhiên mọi người lẳng lặng chờ nửa thời thần, Từ Phong vẫn chỉ nhìn không nhúc nhích, dường như không hiểu ra sao. Rốt cuộc có phá được hay không? Rốt cuộc có người nhìn không được kêu lên. Người an tĩnh chút, không phát hiện Từ công tử đang suy nghĩ biện pháp sao? Nghĩ biện pháp cũng nên có thời hạn chứ, hắn đứng ở đó nửa canh giờ rồi, cái rắm gì cũng không có phòng a. Trận pháp thế ra chó má gì chứ, tùy tiện một trận pháp cũng bị làm khó, thật mất mặt. Mọi người nghị luận truyền vào tai Từ Phong, trên mặt của hắn lúc trắng lúc xanh, rốt cục khẽ cắn môi, trong tay đánh ra mấy ký hiệu, đánh vào trận pháp kia. Lý Vân Tiêu biến sắc, vội vàng lôi kéo Lạc Vân Thường cùng Đinh Linh Nhi lui ra phía sau. Những người khác là tận lực đi tới trước để xem rõ ràng động tác, hy vọng vào lúc trận pháp phá vỡ thì xông vào, cho nên hắn lôi kéo hai người lui về phía sau thì người ta chú ý và hồ nghi. Đúng lúc này, pháp quyết của Từ Phong khắc lên đồ án, dường như sinh ra phản ứng nào đó, trận pháp bắt đầu thay đổi cấp tốc, từng vòng lực lượng tản ra ngoài, dường như có dấu hiệu buông lỏng. Chi, mở ra sao? Tất cả mọi người khẩn trương lên, trên mặt Từ Phong cũng đầy hưng phấn, giống như đã thật phá vỡ trận pháp. U u long. Một âm thanh phong cách cổ xưa từ trong trận pháp truyền ra ngoài, một loại khí tức uy áp tới từ viễn cổ sinh ra, từ trong trận pháp tản mát ra ngoài. Đồ án chân long trên trận pháp dường như sống lại, một đạo khí tức kinh tâm động phách tản ra ngoài, tâm thần tất cả một người bị chấn nhiếp, dưới khí tức cổ xưa này ai cũng sinh ra cảm xúc phải quỳ bái. Không tốt, là thượng cổ chân long chi khí. Má ơi, dĩ nhiên thượng cổ chân long là thật. Bịch bịch. Từng đám võ giả quỳ xuống trước thượng cổ chân long, những đệ tử này là tinh anh của các môn phái, không ít người lâm nguy không sợ, trực tiếp mạnh mẽ cắn nát đầu lưỡi của mình, làm cho thân thể tinh thần chấn động, nhanh chóng lui ra phía sau. Sắc mặt La Thanh Vân đại biến, hốc mắt bắt đầu co rút lại, dường như có dấu hiệu yêu hóa. Một dấu hiệu triệu hoán cổ xưa từ sâu trong huyết mạch của hắn truyền ra, thân thể dần dần bành trướng, dường như muốn dị hóa. Hắn vừa mừng vừa sợ. Sợ là vì ý thức của hắn từ từ sói mòn, một ít đoạn ngắn trí nhớ khó hiểu hiện ra. Vui là dưới long uy này, huyết mạch của hắn bắt đầu trở nên tinh thuần hơn. Vậy mà có thể chiết xuất huyết mạch chi lực. La Thanh Vân vui mừng quá đỗi, hắn cường đại hoàn toàn là nhờ vào huyết mạch thượng cổ chân long, nhưng mà cực hạn cũng là độ tinh khiết của huyết mạch. Hôm nay dưới long khí tinh thuần ở nơi này, huyết mạch từ từ thức tỉnh. Không đúng, đó cũng không phải là long khí tinh thuần nhất. Lý Vân Tiêu đứng ở đàng xa, sắc mặt ngưng trọng nói. Thượng cổ chân long làm sao có thể bị người ta ngưng khắc thành trận nhãn, nhất định là hậu đại trực hệ của chân long. Long khí tinh thuần, nhưng không cách nào so sánh với long khí chân chính. Đinh Linh Nhi cùng Lạc Vân Thường nhìn qua từng đám võ giả quỳ ở trước mặt, lập tức cảm thấy lòng còn sợ hãi. Lúc này một ít võ giả thiên tài đỉnh cấp lui ra phía sau, nghe được lời này của Lý Vân Tiêu. Dường như mang hy vọng ký thác lên người của hắn. Bây giờ nên làm cái gì? Tiền vô địch không nhịn được mở miệng. Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái, nói. Tiền đa đa là gì của ngươi? Trên mặt Tiền vô địch lộ ra vẻ khinh bỉ, cười khẩy nói. Là một phế nhân của Kim Tiền Thương Hội mà thôi, cũng đáng được ngươi để bụng. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn nắm tay hai mỹ nữ, bắt đầu đi từng bước về phía trận pháp. Ánh mắt của mọi người nhìn qua người của hắn, cả đám ngưng trọng lên. Phía trước chính là nơi long khí bộc phát,
không cẩn thận sẽ phải quỳ trước mặt Long Khí, hắn dựa vào cái gì ngăn cản Long Khí đây? Lý Vân Tiêu đi thập phần chậm chạp, nhưng mà mỗi bước rất trầm ổn, cho người ta cảm giác hắn chính là ngọn núi cao vững chãi. Rốt cục hắn đi từng bước tới trước trận pháp, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người xuyên qua, trực tiếp chui vào trong đại điện. Chi, xảy ra chuyện gì, hắn làm sao có thể ngăn cản Long Khí? Lần này tất cả cao thủ thanh tỉnh đều trợn mắt há hốc mồm, trơ mắt nhìn Lý Vân Tiêu biến mất trong đại điện, tất cả triệt để im lặng. Ta không tin, hắn có thể làm được như thế. Thủy Lạc Yên xông lên đầu tiên, một chiến y màu lam nhạt bao phủ quanh người của nàng, xông lên tới gần đại điện thì dừng bước, toàn thân bắt đầu run rẩy, ánh mắt nhìn qua xa xa đầy sợ hãi, rốt cục nàng cắn đầu lưỡi lui ra phía sau. Sau khi lui hơn ngàn mét, trực tiếp ngã xuống đất, há to miệng thở hào hển. Trên mặt của nàng chỉ có khiếp sợ và khiếp sợ mà thôi. Xương Diệu Cửu Thiên. Dương Phương Chu bên kia cũng xanh mặt, thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất, băng gấm màu bạc hổ thể quấn quanh người, hắn mạnh mẽ tiến lên. Nhưng mà hắn còn chưa đi tới vị trí Thủy Lạc Yên vừa đi thì thân thể run rẩy, ngay sau đó bịch một tiếng, hắn quỳ xuống chung với đám võ giả kia, phục phục trên mặt đất lạnh run, không thể lui trở lại nữa. Dưới Long Khí, Vạn Linh Thần Phục. Thần sắc một nam tử ngưng trọng, thì thào tự nói. Lý Vân Tiêu làm như thế nào? Không chỉ bản thân hắn đi vào, hắn còn mang theo hai người. Thì ra là Á Tinh Huynh, không thể ngờ Tu Di Sơn lại hấp dẫn người tới đây. Trong đám người Yến Nghị kinh ngạc nói, trong mắt ánh mắt tinh quang chớp động, nói. Á Tinh Huynh lần này chắc có biện pháp hóa giải trận pháp chứ? Ánh mắt Tào Á Tinh chớp động, trầm tư nói. Dưới Long Khí. Vạn Linh Thần Phục, Lý Vân Tiêu không ngờ có thể bình yên vô sự đi vào, như vậy chỉ có một khả năng. Đó không phải là Long Khí chân chính, hẳn là khí tức hậu đại trực tiếp của chân Long phát ra. Muốn phá giải thì phải có thứ khắc chế, hoặc là chỉ có thể cưỡng ép xông vào. Yến Nghị cười nói ha ha. Vậy cũng phiền toái, nếu như có vật khắc chế, vậy chúng ta đã sớm đi vào. Muốn nói cưỡng ép xông vào, ở đây có vị nào có thể ngăn cản Long Khí sao? Ánh mắt Tào Á Tinh nhìn qua La Thanh Vân, La Thanh Vân hai mắt khép hờ, bản thân dường như tiến vào cảnh giới kỳ diệu, có chút phát sinh biến hóa. Một đạo lệ khí hiện ra trong mắt Tào Á Tinh, lãnh đạm nói. Vị kia dường như không có bị Long Khí bài xích, ngược lại rất hưởng thụ đấy. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn lên người La Thanh Vân, truyền thuyết trong cơ thể hắn có chân Long huyết mạch, hôm nay vừa thấy xem ra nghe đồn hơn phân nửa là thực. Nhưng mà người này trong đồng lứa Thiên Vũ giới danh khí to lớn, không ai dám đánh chủ ý lên hắn. Chu Tử Nguyên đột nhiên đi tới bên cạnh hai người, nói. Nhị vị, nếu các tử ảnh thanh tác kiếm của các ngươi chính thức hợp làm một, có lẽ đủ để phá vỡ Long Khí này. Hai người kia thật sự là chiến phàm cùng Lữ Thanh Thành trốn ra khỏi thông đạo. Người bốn phía biến sắc, ánh mắt tất cả đều nhìn qua. Yến Nghị cũng ngạc nhiên không thôi, kinh hỉ nói. Thì ra tử thanh song kiếm đều ở đây, như có thể kết hợp, đây chính là cửu giai huyền khí tồn tại, phá vỡ Long Khí của Á Long dễ dàng. Chiến phàm nhíu mày, lạnh nhạt nói. Song kiếm hợp bích thì tâm thần hai người phải hợp nhất, tức tức tương thông mới có thể làm hai kiếm kết hợp không trở ngại, hợp hai làm một. Tên rác rưởi này tu vị kém ta mấy tầng, công pháp tu luyện hoàn toàn khác nhau, làm sao có thể kết hợp với hắn. Lữ Thanh Thành mặc dù hết sức kiêng kỵ chiến phàm. Nhưng mà hiện giờ ở trước mặt nhiều cường giả như thế, hắn làm sao có mặt mũi chịu thua, tức giận hừ nói. Ngươi cho rằng ta rất muốn kết hợp với ngươi, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Chiến phàm lạnh lùng nhìn hắn một cái, sát khí lóe lên rồi biến mất, không nói cái gì nữa. Tào Á Tinh nhíu mày mở miệng nói. Nếu hai vị có tình thì không khó, ta có một thuật hợp thể, có thể học cấp tốc trong thời gian ngắn. Hai vị dốc lòng tu luyện một chút. Chỉ cần nửa canh giờ là có thể làm được tâm thần hợp nhất đơn giản, triệu hoán tự ảnh thanh tác kiếm ra phá vỡ Long Khí của Á Long này. Dưới ánh mắt chờ đợi của tất cả võ giả, không phải do hai người bọn họ không làm. Tào Á Tinh rất nhanh mang một quyền pháp quyết đưa cho hai người bọn họ tu hành. Tu Di Thần Cung, đây là nơi có trọng bảo trong truyền thuyết. Nó đang ở ngay trước mắt mà không thể tiến vào, càng đáng giận là thậm chí có người đã đi vào, đám võ giả này phiền muộn nghiến răng ngứa lợi. Lẳng lặng chờ tư ảnh thanh tác kiếm xuất thế, về phần Lý Vân Tiêu, nhất định phải phanh thây xé xác, lột da của hắn mới có thể hả mối hận trong lòng mọi người.
Lý Vân Tiêu ba người trực tiếp tiến vào trong đại điện, Long Uy này biến mất không thấy gì nữa. Đinh Linh Nhi cả kinh nói. Vân Thiếu, đây là máu gì? Vậy mà có thể ngăn cản Long Uy? Nàng giật mình nhìn qua huyết mạch Lý Vân Tiêu bôi trong lòng bàn tay hai người, tản mát ra khí tức viễn cổ. Lý Vân Tiêu cười nói. Đây là máu của La Thanh Vân, chính là chân long huyết mạch, bị ta chiết xuất ra. Không thể ngờ vừa vặn có thể dùng tới. Đinh Linh Nhi âm thầm kinh hãi không thôi, một trận chiến trên Quỳnh Hoa đảo nàng cũng biết rõ. Không thể ngờ La Thanh Vân không chỉ có bại, ngay cả huyết mạch cũng bị rút đi, nàng càng khiếp sợ thực lực của Lý Vân Tiêu sâu sắc. Trên đại điện này trống rỗng, to lớn sinh ra cảm giác âm trầm, làm cho toàn thân người ta rét run. Trong nơi này có bảo bối gì? Hoàn toàn là một tòa điện trống không a? Lạc Vân thường nhìn không được nói ra, trong lòng tâm thần bất định không thôi. Lý Vân Tiêu nhìn qua bốn phía, ánh mắt nhìn qua thạch điêu giữa đại điện. Thạch điêu này là một con thượng cổ chân long, nhưng hoàn toàn khác với chân long trong truyền thuyết, hẳn là á long nào đó, cũng là hậu đại chân long. Có lẽ long khí từ trận pháp phát ra từ nơi này. Hai mỹ nữ nhìn qua hình thái hình rồng ở trước mặt, nhịn không được sợ hãi tới sau lưng Lý Vân Tiêu mới cảm thấy hơi có ấm áp. Hai người đều nhìn nhau, nhao nhao đỏ mặt, ngượng ngùng không thôi. Lý Vân Tiêu nhìn qua pho tượng hình rồng kia, trong mắt dần dần mê ly, thì thào lẩm bẩm. Xảy ra chuyện gì, thật không ngờ quá giống. Cái đầu long này. Trong mắt của hắn hiện ra một đạo long ảnh. Cơ hồ giống như đúc hình rồng trước mặt, cả kinh hai tay lạnh như băng, lòng bàn chân phát lạnh. Vân Tiêu, ngươi như thế nào? Lạc Vân Thường phát hiện hắn không đúng thì vội vàng hỏi. Lý Vân Tiêu nuốt nước bọt một cái, dốc sức liều mạng nắm chặt nắm đấm, làm cho thân thể ấm áp lên, nói. Chúng ta nên lui ra khỏi đại điện rồi nói sau, nơi này thập phần cổ quái. Hai nữ đều thập phần khó hiểu, nhưng mà vẫn nghe lời lui ra phía sau. Bọn họ cũng đều biết bổn sự của Lý Vân Tiêu, đồ vật có thể làm hắn biến sắc thì không phải thứ đơn giản. Trong đại điện sinh ra từng cơn gió lạnh, không trung nổi lên rất nhiều ánh sáng màu xanh, trong giây lát toàn bộ hội tụ lên pho tượng hình rồng, hai khỏa long nhãn lúc này mở ra, một giọng nói tang thương vang lên. Nhân loại, đến rồi thì đừng nghĩ quay về, ở lại giúp ta. Lạc Vân Thường cùng Đinh Linh Nhi kinh hãi, vội vàng lui về phía sau. Lý Vân Tiêu cả nà khiếp sợ khó có thể khôi phục, từ khi trọng sinh đến nay đây là lần đầu tiên hắn thất thố như thế, nói. Ngươi là yêu long. Hai mắt hình rồng kia có ánh sáng bùng lên, phát ra âm thanh thất thố và khiếp sợ. Ngươi dĩ nhiên là cổ phi dương. Một tiếng long ngâm đột nhiên vang lên trong đại điện, tai của ba người ù ù. Lúc này một long ảnh từ trong pho tượng bay ra, nổi giận xoay tròn trên không trung. Không ngừng cười ha ha. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Trên trán Lý Vân Tiêu đổ mồ hôi lạnh, gian nan nói. Ngươi, tại sao ngươi ở nơi này? Đây không phải bên trong Tu Di Sơn sao, là thần cung tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm. Long ảnh trên không trung cười vang một lúc mới nói. Bản thân ta chính là Long Linh thủ hộ Tu Di Thần Điện, trăm năm trước thật vất vả đào thoát ra ngoài. May mắn vượt qua vô số hư không mới hàng lâm thiên vũ đại lục, nhưng mà ta lại gặp tên đáng chém nhà ngươi. Ngươi lại bắt ta luyện chế thành kiếm linh. Yêu long dường như lâm vào hồi ức làm nó tức giận đến mức toàn thân không ngừng run run trên không trung. Nó nghiến răng nghiến lợi nói. Đáng chết a hát, ta chính là hậu duệ chân long cao quý vô thượng, vậy mà trở thành kiếm linh của người khác. May mắn trận chiến tại thiên đáng sơn kiếm thể của ngươi sụp đổ, ta mới thoát ra ngoài. Vì khôi phục thực lực, không thể không quay về nơi quái quỷ này. Ha ha, không thể ngờ ở đây lại cho ta gặp được ngươi. Đây là ông trời ban ân cho ta, đưa ngươi tới cửa để cho ta tra tấn a hát, ha ha ha. Tâm thần Lý Vân Tiêu đại chấn, hai tay vội vàng nhiết ấn quyết, bằng vào một tia liên hệ với giới thần bi, triệu hoán nó tới đây. Hắn muốn đối mặt với yêu long, bằng vào thực lực bây giờ căn bản không cách nào đối phó được. Chỉ có thể sử dụng giới thần bi, sau đó trốn vào bên trong. Hoặc là nghĩ biện pháp kéo yêu long vào trong giới thần bi mới có nắm chắc chiến thắng. Trong sơn cốc cách đó mấy vạn dặm, giới thần bi đang điên cuồng hấp thu linh khí, trong lúc này đột ngột bay lên khỏi mặt đất, hóa thành một đạo lưu quang, cơ hồ vượt qua hư không bay vào trong yêu long điện. Ở trong đại điện, yêu long liều lĩnh cười to một hồi, lúc này nhìn qua Lý Vân Tiêu,
hận ý tới cực điểm nói. Không thể ngờ trận chiến trên Thiên Đãng Sơn ngươi vẫn còn chưa chết, mà là phụ thể đoạt xá. Ha ha, như vậy cũng tốt, nếu ngươi chết, thiên cổ kỳ nhục này ta đi tìm ai báo thù đây? Đinh Linh Nhi cùng Lạc Vân Thường hai nữ đã sớm ngây ngốc, trong đầu hai người chấn động, đầu óc trống rỗng. Thì ra Lý Vân Tiêu lại chính là Cổ Phi Dương. Trong đầu Lạc Vân Thường chấn động, từng màn dĩ vãng hiện ra trong đầu, cơ hồ tất cả nghi vấn vào lúc này đã được phá giải. Thì ra ở bên cạnh mình chính là vị đại nhân kia. Nước mắt của nàng đã sớm tràn mi, nàng quỳ xuống đất, phục phục trên mặt đất khóc ròng nói. Cổ Phi Dương đại nhân, thì ra ngài chính là Cổ Phi Dương đại nhân, Vân Thường rốt cuộc tìm được ngài rồi. Thần sắc Đinh Linh Nhi giật mình, khó trách Lý Vân Tiêu có thể ngang trời quật khởi, thì ra hắn chính là Cổ Phi Dương chuyển thế trọng sinh. Giờ phút này tuy đáy lòng đã tiếp nhận sự thật này, nhưng vẫn khó có thể tin được. Người mình vẫn đi theo, dần dần sinh lòng ái mộ lại chính là vũ đế tuyệt thế trong truyền thuyết Cổ Phi Dương. Vào lúc này tâm tình của nàng cực kỳ phức tạp, càng tràn ngập lo lắng và bàng hoàng. Nhân vật tuyệt thế như vậy, hắn còn có thể ở cùng ta hay sao? Trong mắt nàng lộ vẻ mờ mịt cùng thất lạc. Lý Vân Tiêu không có nhiều tâm tư như vậy, thực lực của yêu long thế nào hắn hiểu nhất. Lúc trước hắn tự nghĩ ra ba thức kiếm quyết, phân biệt là trảm yêu, tinh diệt, thần quang. Mỗi một kiếm đều đại biểu kiếm ý vô thượng. Vì phát huy ba kiếm này tới cực điểm, hắn phân biệt chế tạo ba kiếm, cùng lấy ba chiêu kiếm quyết làm tên cho kiếm. Trong đó mạnh nhất chính là trảm yêu kiếm, bởi vì bên trong có nhốt hồn á long, bị hắn thi pháp luyện chế thành kiếm linh, cũng chính là đầu yêu long trước mặt này. Về sau đánh cực thuật luyện chi thuật tại hóa thần hải cùng yêu tộc đại năng, vào thời điểm khó phân cao thấp, hắn đã thông minh sắc sảo khẽ động mang ba thanh kiếm hợp làm một, rốt cục sáng tạo ra siêu việt cửu phẩm huyền khí kiếm trảm tinh thần. Đồng thời cũng ngộ ra chiêu kiếm ý vô thượng kiếm trảm tinh thần, lúc này mới có thể một lần hành động nhảy lên thứ ba trên thiên địa phong vân bảng. Giờ phút này dưới uy áp yêu long, hắn lần đầu tiên cảm thấy bó tay bó chân, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, đã lớn đến mức không có bất cứ biện pháp gì có thể đền bù. Hiện tại hắn có thể sử dụng chỉ là công kích tinh thần. Đồng thuật nguyệt khuyết, vận chuyển đại diễn thần quyết tới cực hạn, linh hồn chi lực thiêu đốt nhanh chóng, cả đại điện lúc này trở nên phiêu hốt, không gian vào lúc này biến hóa vặn vẹo, dường như tiến vào không gian khác. Đồng tử yêu long đột nhiên co lại, lúc này cười ha hả, nói. Ha ha, Cổ Phi Dương, tu vị của ngươi bây giờ chỉ là ngũ hành cảnh, hồn lực cũng suy yếu đến loại tình trạng này sao? Năm đó đồng thuật của ngươi có thể trực tiếp thay đổi thiên địa, xuyên việt hư không, bây giờ biến thành thứ hài tử chơi đùa rồi sao? Ha ha, ha ha, thật sự là chết cười ta, ha ha. Nó đột nhiên phát ra một tiếng rồng ngâm, cả không gian đang biến hóa khôi phục như ban đầu, vẫn ở trên đại điện, gió lạnh từng hồi. Tâm thần Lý Vân Tiêu bị chấn động phun ra một ngụm tâm huyết. Hắn lần đầu tiên đối mặt với đối thủ làm mình tuyệt vọng như vậy. Chênh lệch trong đó chẳng khác gì nam tử trưởng thành đánh với hài tử mới sinh, khó có thể vượt qua. Không thể ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay, ta nên hành hạ ngươi tới chết như thế nào đây? Để ta suy nghĩ, không thể để ngươi chết dễ dàng được. Yêu long giữ tợn nhíu mày, nó không ngừng bay múa trên không trong, nhục nhã năm đó nó phải tra tấn trở về mới hả mối hận trong lòng. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Ngươi cũng chỉ là một vong hồn, nên đường hoàng ở trước mặt của ta. Năm đó ta có thể chế ngự ngươi, hiện tại cũng có thể. Chẳng lẽ ngươi không kỳ quái vì cái gì ba người chúng ta có thể xuyên qua trận pháp, đi vào trong đại điện này sao? Thân thể yêu long đình trệ trên hư không, trong giây lát trong con ngươi bắn ra ánh sáng rực rỡ, cuồng hỉ nói. Long huyết, là long chi huyết mạch. Nó khiếp sợ liên tục nói. Chẳng lẽ thân thể này của ngươi thậm chí có long chi huyết mạch? Lý Vân Tiêu lau lau máu trên khóe miệng, nói. Thân thể của ta rất bình thường, nhưng mà trong tay của ta có rất nhiều long chi huyết mạch. Ta làm giao dịch với ngươi, điều kiện chính là đợi lát nữa sau khi khôi phục thực lực, giúp ngươi luyện chế một bộ thân thể siêu việt cửu phẩm. Toàn thân yêu long đại chấn, điều kiện này thật sự quá mê người, nó đã dùng hình thái long hồn sống mấy ngàn năm, nếu như không có thân thể thì không lâu sau sẽ hồn phi phách tán. Nhưng nếu như đối phương khôi phục thực lực, chính mình sao có thể là đối thủ chứ? Đến lúc đó lại dựa vào cái gì bắt hắn thực hiện lời hứa? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Ngươi không cần lo lắng lời ta nói,
Người đã ở với ta lâu như vậy, tự nhiên nên biết ta từ trước đến nay lời hứa đáng giá nghìn vàng, làm sao có thể cô phụ ngươi. Kỳ thật ta vẫn cảm thấy đoạn thời gian chúng ta ở chung thật sự khoái hoạt đấu, như thế nào, vì sao ngươi lại có thù hận lớn như thế chứ? Khoái hoạt con em ngươi a hát, giống, giống. Yêu Long nổi giận giống vài câu, trầm giọng nói. Điều kiện là cái gì? Tinh quang trong mắt Lý Vân Tiêu chớp động, nói từng chữ. Lần nữa trở thành kiếm linh của ta, chờ ta khôi phục thực lực trước đây, lập tức thả ngươi ra, giúp ngươi luyện chế thân thể. Cái gì? Yêu Long giận tím mặt, tức giận hét ngao ngao, nổi giận xoay tròn, giận dữ hét. Vẫn dám đánh chủ ý lên ta, chết, chết, chết a hát. Một khí tức cường đại lan tỏa ra các nơi, cả đại điện trở nên run kịch liệt. Mở. Lúc này Đinh Linh Nhi cùng Lạc Vân Thường ở sau lưng đã sớm được Lý Vân Tiêu ám chỉ, đồng tâm hiệp lực toàn lực đánh ra phía sau, lực lượng va chạm vào cánh cửa, trực tiếp đánh vào cửa đá. Vào lúc hai nàng ra tay, Lý Vân Tiêu liền trực tiếp bắt lấy hai người lao ra bên ngoài. Hắn nghĩ cách kéo dài thời gian, chỉ cần giới thần bi đến thì hắn sẽ trốn vào trong giới thần bi, hắn còn không tin Yêu Long có năng lực phá vỡ giới thần bi. Muốn đi, đi chết đi. Tôn nghiêm của Long chi nhất tộc chí cao vô thượng, người dám khiêu khích thì phải chết. Yêu Long bị Lý Vân Tiêu kích thích nổi giận đùng đùng, đợi đến lúc ba người lao ra thì nó gào thét đuổi theo, trên người tỏa ra ánh sáng rực rỡ, khí thế của nó bao phủ cả đại điện, nơi này như sụp đổ. Vèo! Một tiếng xé gió vang lên, Yêu Long vừa lao ra thì nhìn thấy một đạo kiếm quang chém tới, cả bầu trời và biển linh khí bao phủ bởi ánh sáng xanh tím, thiên địa vào lúc này rung làm một thể. Chi, cửu giai huyền khí. Yêu Long quá sợ hãi, hắn ở chung với Cổ Phi Dương thời gian dài như vậy, hắn hiểu các loại huyền khí rõ như lòng bàn tay. Tuy kiếm khí này không được, nhưng bản thân bảo kiếm tuyệt đối là cửu giai, tốc độ cực nhanh, đảo mắt đã chém tới trước người. Oanh! Kiếm quang chém xuống, ánh sáng xanh tím tỏa ra chung quanh, cả đại điện bắt đầu sụp xuống, Yêu Long trúng một kiếm này phát ra tiếng kêu gào dữ dội, nó không ngừng lăn lộn trên bầu trời. Hào quang trên người lúc sáng lúc tối, dường như đã bị trọng thương. A hát, đám nhân loại đáng chết các ngươi. Hai mắt Yêu Long lập tức trở nên đỏ bừng, nhìn qua võ giả phía dưới và phóng xuống. Tất cả mọi người lập tức ngây ngốc, tu di thần cung bọn họ kỳ vọng thật cao, thật không ngờ không chịu nổi một kích đã bị phá hủy, hơn nữa một đầu long hồn không biết từ đâu lao ra ngoài. Trời, trời ạ! Đó là long hồn, chân long hồn A hát. Đám võ giả phía dưới bị long khí chấn nhiếp cũng từ từ tỉnh táo lại, chấn động ngây ra như phỗng. Đợi đến lúc Yêu Long lao xuống thì kịp thời phản ứng, nhao nhao xuất binh khí công kích. Mà những võ giả sử dụng tử thanh song kiếm đánh mở cánh cửa càng trợn mắt há hốc mồm, một đầu long hồn giá trị bao nhiêu, tuyệt đối là không thể đánh giá. Nhưng mà phải bắt được mới được a, nhìn bộ dáng Yêu Long phát huy thì cả đám tỉnh ngộ, dốc sức liều mạng chạy như điên. La Thanh Vân bị chấn nhiếp một lúc, cũng điên cuồng đi theo mọi người chạy đi. Nói đùa gì vậy, hắn chỉ có chân long huyết mạch mà thôi, đây chính là chân long chính thức đấy. Mặc dù chỉ là á long, nhưng cũng không phải hắn có thể ngăn cản được. Lý Vân Tiêu trong nháy mắt lao ra liền phát hiện tử thanh song kiếm kết hợp, vội vàng né tránh qua một bên. Giờ phút này càng chạy trước mọi người, chạy ra xa xa. Yêu Long lăng không một kích, đám võ giả bên dưới thực lực hơi yếu. Lúc này mới thoát khỏi long khí chấn nhiếp. Nhưng dưới một kích cường đại của Yêu Long, kỳ thật bọn họ cũng không thể ngăn cản được. Oanh! Biển linh khí trước đại điện nổ tung, tứ chi tung bay tứ tung, chết một mảng lớn. Những người còn lại không có tâm tình may mắn, liền trực tiếp bị đuôi của Yêu Long quét qua làm phân thân toái cốt. Chỉ hai chiêu đã làm hơn trăm tên võ giả quỳ trước đại điện chết toàn bộ. Đám võ giả vừa bỏ chạy phát hiện tình huống sau lưng thì càng chạy nhanh hơn nữa, giật mình tới mức hồn phi phách tán, không ngừng sử dụng át chủ bài chạy khỏi chết. Chu Tử Nguyên ở trên không tế hạo thiên kính ra, một đạo quang mang chiếu lên người, lập tức trực tiếp ẩn vào trong hư không, sau một khắc đã xuất hiện cách đó trăm dặm, hắn lại ẩn vào hư không tiếp tục như thế đã chạy trước mọi người thật xa. Tiền vô địch trực tiếp ném một đồng tiền vàng lớn ra, dẫm lên trên ngự không phi hành. Thủy Lạc Yên tuyệt hơn, chẳng biết lúc nào lại mọc ra đôi cánh thủy nguyên tố, dương hai cánh vỗ mạnh vậy mà trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Mỗi một võ giả có thể sống sót tới bây giờ cũng không phải thế hệ tầm thường, tốc độ mọi người thoáng cái tăng lên gấp đôi có thừa,
lập tức đuổi kịp Lý Vân Tiêu. Trong lúc này ánh mắt nhiều võ giả như lồi ra, chỉ thấy Lý Vân Tiêu hai tay niết bí quyết, trực tiếp triệu hồi Thanh Loan chiến hạm, ba người đứng trên chiến hạm, tốc độ lập tức nhanh hơn không chỉ vài lần, lại tiếp tục kéo dài khoảng cách với mọi người. Thanh Loan chiến hạm mặc dù chỉ là lục giai, so với huyền khí thất giai, bát giai thì chưa đủ thành đạo. Nhưng công dụng chính của chiến hạm chính là ngự không phi hành, cho nên khi phi hành có ưu việt vượt hơn xa tất cả, mọi người lúc này chỉ thấy bóng lưng của nó mà thôi. Lý Vân Tiêu, mau dừng lại chờ ta một chút, mọi người cùng nhau trốn a hát, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp đấy. Yến Nghị vừa dốc sức liều mạng bỏ chạy vừa giống to, trong tay của hắn cầm hia thanh phân thủy thứ trực tiếp cắt không gian, có thể giảm bớt lực cản tiến lên. Đúng thế, còn hơn xây bảy tòa tháp đấy, hơn nữa tất cả mọi người chúng ta sẽ thiếu ngươi thiên địa nhân tình, ngày sau thành Viêm Vũ của ngươi khai tông lập phái, độc lập với Hỏa Ô đế quốc thì chúng ta sẽ ủng hộ. Tào Á Tinh sắc mặt tái nhợt nhưng nghiêm túc, vội vàng ném tú cầu ra ngoài. Phải biết rằng sau lưng bọn họ là bối cảnh thông thiên tại thiên vũ giới, nhân tình này giá trị to lớn có thể nghĩ. Đúng vậy a, chỉ cần ngươi để cho ta đi lên, không chỉ có thiếu nợ nhân tình của ngươi. Ngày sau ngươi nếu có cần gì, Kim Tiền Thương Hội sẽ tương trợ to lớn, có tài lực cùng nhân lực của Thương Hội ta đây ủng hộ, cho dù kiến thiết thành Viêm Vũ thành thế lực siêu cấp cũng không nói chơi. Tiền Vô Địch liếc mắt nhìn phía sau, hắn sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, vội vàng đồng ý. Thủy Lạc Yên sắc mặt tái nhợt không còn chút máu nào, vội nói. Vân Tiêu đại nhân, ta biết rõ người ưa thích Linh Nhi tỷ tỷ. Tuy ta và Linh Nhi tỷ tỷ cho tới nay đều có hiểu lầm nhỏ, nhưng chúng ta đã cùng lớn lên với nhau, tình như tỷ muội. Huống hồ tư sắc của ta không dưới Linh Nhi tỷ tỷ, ngươi không muốn thương minh song kiều cùng hầu hạ ngươi sao? Ninh Linh Nhi đang ở trên Thanh Loan chiến hạm nghe xong, tức giận sắc mặt tái nhợt, nàng nói. Không cứu tiện nhân kia. Lý Vân Tiêu chẳng biết lúc nào đứng trên chiến hạm, hắn dựa vào ghế dựa, lại đang ăn hoa quả, nhìn qua mọi người chạy như bay, cười nói. Các ngươi vừa nói như vậy, ta thật khó làm a hát. Mỗi người đều đưa ra điều kiện phong phú như thế, nhưng nếu vừa lên đây các ngươi lập tức trở mặt thì sao, ta đây làm sao bây giờ? Ta chỉ vừa bước vào Vũ Vương, sao có thể là đối thủ của các ngươi chứ? Vân Tiêu đại nhân, xin yên tâm, Tiền Vô Địch ta lời hứa đáng giá nghìn vàng. Tiền Vô Địch vội vàng tỏ thái độ, những người còn lại cũng nhanh chóng cam đoan nhân phẩm của mình rất được. Nhưng đồng thời có một câu hỏi hiện ra trong đầu của mọi người, hắn không phải lục tinh vũ quân sao? Làm sao lại thành Vũ Vương? Nhưng tình thế khẩn cấp cũng không kịp nghĩ nhiều, trong miệng dốc sức liều mạng nịnh nọt. Ninh Linh Nhi cùng Lạc Vân Thường thì triệt để ngẩn ngơ, các nàng rất thảnh thơi ở trên chiến hạm, nhưng cũng đã hóa đá. Lý Vân Tiêu đúng là có tu vị vũ quân, lúc này mới tiến vào tu di sơn bao lâu. Đặc biệt là Lạc Vân Thường, trừ lúc thất thần mất tích trong thông đạo ra, nàng vẫn đi theo bên cạnh Lý Vân Tiêu. Tại sao có thể có chuyện khoa trương như thế? Nhưng mà cũng may hai người nghĩ tới thân phận của hắn, lập tức không cảm thấy kỳ quái. Nhưng mà chính bởi vì nghĩ đến điểm này, hai người co quắp lại, bộ dáng hoang mang lo sợ. Lý Vân Tiêu nhìn bộ dáng của hai nàng, cười khổ nói. Không cần co quắp như vậy, cứ xem ta là Lý Vân Tiêu là được. Nếu không bộ dáng các ngươi như thế, ta không quen a. Vâng, cổ, Lý Vân Tiêu đại nhân. Lạc Vân Thường vội vàng cẩn thận gật đầu đáp, trên mặt ửng đỏ. Nàng vụng trộm nhìn qua mâm trái cây bên cạnh Lý Vân Tiêu, đi lên nói. Lý Vân Tiêu đại nhân, Vân Thường gọt hoa quả cho ngài. Lý Vân Tiêu. Ninh Linh Nhi còn khoa trương hơn, nói. Lý Vân Tiêu đại nhân, ước định của chúng ta trước kia, ngài. Nàng sợ ước định trước kia hết hiệu lực, phải biết rằng nàng hiện tại mang toàn bộ tương lai của Thiên Nguyên Thương Hội áp lên Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cảm thấy đau đầu, phất phất tay nói. Ta đã không phải là cổ phi dương ngày xưa, hiện tại chỉ là thành chủ thành Viêm Vũ Lý Vân Tiêu. Các ngươi đều là bằng hữu tốt của ta, không cần như vậy. Nếu không ta không biết nên làm cái gì cho phải. Còn nữa, chuyện này cả Thiên Vũ Đại Lục chỉ có hai người các ngươi biết, nhớ rõ ngàn vạn phải giữ bí mật thay ta. Ninh Linh Nhi cao hứng nói một câu, giọng cũng nhỏ xuống. Chuyện trọng đại như thế, khắp thiên hạ đều chỉ có hai người bọn họ biết rõ. Lạc Vân Thường cùng Ninh Linh Nhi trên mặt lộ ra dáng vẻ hạnh phúc, có cảm giác chia sẻ bí mật a, vui vẻ không thôi.
Đinh Linh Nhi nói. Lý, khục khục, Vân Tiêu, những người này làm sao bây giờ? Có nên cứu bọn họ hay không? Nếu là chết trong Tu Di Sơn, sợ cả thiên vũ giới đều chấn động không nhỏ, đến lúc đó sẽ tra lên đầu của chúng ta đấy. Lý Vân Tiêu cười nói. Cứu, đương nhiên phải cứu. Nếu không một mình ta làm sao đối phó yêu long, nhưng không phải hiện tại, tiếp tục cho bọn họ chạy đi. Những người này ngày bình thường đều cao cao tại thượng, một bộ dáng mắt cao hơn đầu. Lúc nào đã dốc sức liều mạng như thế, nên cho bọn họ rèn luyện mới tốt. Hắn tiếp tục thưởng thức bộ dáng mọi người liều mạng bỏ chạy, vui vẻ ăn hoa quả. Tiếng cười nhàn nhạt và tiếng ăn hoa quả làm cho mọi người nhìn thấy mà choáng váng. Mọi người không ngừng nói lời hữu ích, sau khi không có hiệu quả thì tiếp tục uy hiếp, Lý Vân Tiêu vẫn thờ ơ, ba người song song cùng ăn hoa quả, cười đùa với nhau. Bộ dáng kia đã chọc giận tất cả mọi người. Lúc này hai người chạy cuối cùng là Chiến Phàm cùng Lữ Thanh Thành, hai người giẫm Tử Thanh song kiếm, nhưng do một kích toàn lực lúc trước làm thoát lực, kiếm quang cũng giảm yếu rất nhiều, lúc này càng rơi vào sau cùng, mắt thấy sắp bị yêu long đuổi theo, hai người vẻ mặt tuyệt vọng. Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, nhìn chằm chằm vào hào quang ở sau cùng, khẽ cười nói. Không sai biệt lắm có thể cứu những người này. Hắn không ngừng đánh ra mấy pháp quyết, tốc độ thanh loan chiến xa giảm lại, trên đỉnh chiến xa bắn ra một chiêu công kích, bắn vào yêu long phía sau Lữ Thanh Thành hai người. Oanh! Đạo công kích kia bắn vào người yêu long, mặc dù nó lông tóc không tổn hao gì, nhưng lại ngăn cản một cút, làm cho Lữ Thanh Thành cùng Chiến Phàm lại chạy ra một khoảng cách. Chiến Phàm đại hỉ nói. Đa tạ Vân Tiêu đại nhân cứu mạng, mong rằng cứu người cứu cho chót, ân tình hôm nay, trọn đời khó quên. Lý Vân Tiêu cho chiến hạm chậm lại, cười nói. Đều lên đây đi, nhớ kỹ những hứa hẹn mà các ngươi vừa nói, mọi người cùng nhau làm chứng kiến, nếu như thiếu một kiện, ta sẽ tự mình đi thăm tìm lấy. Toàn bộ mọi người đại hỉ, một nói. Không dám, không dám. Bọn họ đã chạy sức cùng lực kiệt. Lập tức sắp chống đỡ hết nổi, Lý Vân Tiêu đột nhiên cứu giúp chẳng khác gì cọng cỏ cứu mạng, cả đám vô cùng kích động. Đều lên đây đi. Phòng ngự của Thanh Loan chiến hạm mở ra, đám người kia đột nhiên bộc phát tốc độ mạnh nhất, vèo một cái xông lên toàn bộ. Mẹ kiếp, an toàn, an toàn. Một đám người ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất miệng lớn thở hào hển, mấy người này đều lấy đan dược ra ăn vào. Thủy Lạc Yên trực tiếp ngồi trên ghế Lý Vân Tiêu. Bắt đầu ăn hoa quả mà Lạc Vân thường gọt, Đinh Linh Nhi hận không thể tiến lên đá nàng mấy cước. Trong nghi tâm Lý Vân Tiêu có thu hồi hào quang. Giới thần bi đã trở lại trong cơ thể, hắn hiện tại đã có át chủ bài lớn nhất, cho dù đối phó những người này hay là yêu long, cùng lắm là trốn vào trong giới thần bi, ai có thể làm gì được hắn. Hắn cười dịu dàng đi về phía trước, nói. Lạc Yên muội muội, vừa rồi ngươi nói tư sắc của ngươi không thua Linh Nhi. Muốn cùng hầu hạ ta sao? Không bằng chúng ta đi vào bên trong hảo hảo nói chuyện phong tình nhé. Sắc mặt Thủy Lạc Yên lạnh lẽo, khí tức bắn hàn thấu xương tỏa ra, nói. Không giết ngươi đã là ân huệ lớn bằng trời rồi, nhìn bộ dáng đê tiện của ngươi, cũng chỉ có Đinh Linh Nhi tiện nhân kia ưa thích. Đinh Linh Nhi cùng Lạc Vân thường sắc mặt đại biến, nếu không biết thân phận của Lý Vân Tiêu còn khá tốt. Giờ phút này biết rõ hắn là tuyệt thế vũ đế. Phần ái mộ và kính ngưỡng trong nội tâm càng khó có thể ức chế. Nghe thấy có người vũ nhục hắn, tức giận muốn xông lên. Ha ha, ánh mắt Thủy Tiểu Thư thật cao. Vân Tiêu Thành Chủ tuy chỉ có tu vị vũ vương, lớn lên cũng không kém, đoán chừng năng lực chỉ tạm được chứ không có trở ngại gì đó, cũng xem như trẻ tuổi tài cao a. Yến Nghị pha trò, điều cười rộ lên. Đám người kia trước khi lên thuyền xem ngươi như tổ tông, hiện tại sau khi đi lên thì xem ngươi như cháu trai. Không riêng gì Yến Nghị, sắc mặt những người còn lại trầm xuống, ai ai cũng đầy kiêu ngạo. Thủy Lạc Yên cười lạnh một tiếng, trong con ngươi tinh quang chớp động nói. Hôn phu tương lai của ta phải có tu vị tuyệt thế, nhất định phải có danh hào đứng trong thiên địa phong vân bảng. Bổn tiểu thư không phải nhân vật trên phong vân bảng thì không lấy chồng. Yến Nghị cười nói. Thủy tiểu thư ánh mắt rất cao, không chịu đựng nổi. Thiên địa phong vân bảng mỗi trăm năm xếp một lần. Vị trí chỉ có 100, đều là nhân vật kinh tài tuyệt diễm trong lịch sử thiên vũ giới, tất cả đều là lão đầu tử hơn trăm tuổi. Thủy tiểu thư không biết muốn gả cho người mấy trăm tuổi. Chiến Phàm nhướng mày nói. Yến huynh nói lời này không đúng, có mấy vị phong hào vũ đế đa số đều trong vòng trăm tuổi a.
Yến Nghị từ chối cho ý kiến, lườm hắn một cái nói. Phong hào vũ đế, hừ, chỉ có cường giả trước top 10 thiên địa phong vân bảng mới có thể được thánh vực ban phong hào. 10 vị đại nhân này không ai không phải nhân vật cái thế, uy hiếp một phương. Thủy tiểu thư muốn gả cho phong hào vũ đế, cái này, hì hì, dung mạo dường như chưa đủ a. Thủy Lạc Yên chán nản, nàng vốn cực đẹp, người theo đuổi vô số, từ trước tới nay lần đầu tiên có người nói nàng dung mạo không đủ. Ai biết Chiến Phàm cũng gật đầu nói. Đúng vậy, nhớ năm đó thiên hạ đệ nhất mỹ nhân khúc hồng nhan ái mộ phá quân vũ đế cổ phi dương, vẫn là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Sắc mặt Lạc Vân Thường đại biến, lập tức trở nên trắng bệch, vụng trộm nhìn qua Lý Vân Tiêu, nhưng mà thấy hắn sắc mặt lạnh nhạt. Hừ, Thủy Lạc Yên khinh thường nói. Trên đại lục từ trước tới nay đều ưa thích nghe nhầm đồn bậy, khúc hồng nhan có bao nhiêu xinh đẹp, các ngươi có ai nhìn thấy qua chưa? Nói cho cùng, sở dĩ cổ phi dương không muốn nàng, còn không phải bởi vì không đủ xinh đẹp. Trên chiến hạm tất cả mọi người sắc mặt biến hóa. Khúc hồng nhan chính là cung chủ thần tiêu cung, tuy thần tiêu cung phong sơn nhiều năm. Nhưng tuyệt đối là tồn tại top 5 của đại lục, thần tiêu lệnh vừa ra, không ai dám không theo. Bây giờ có kẻ dám công nhiên đàm luận cung chủ thần tiêu cung, quả thật đại húy kỵ. Thủy Lạc Yên thân là người mạn đa thương hội tự nhiên sẽ không có chuyện không rõ đạo lý kia. Chỉ là nữ nhân xinh đẹp một khi ganh đua dung mạo, cái gì đều chẳng quan tâm. Tất cả mọi người không dám nói theo, toàn bộ ngậm miệng không nói. Lạc Vân Thường đi lên phía trước, lạnh nhạt nói ra. Khúc cung chủ dung nhan thắng người gấp vạn lần, khúc cung chủ như đóa hoa sen nở rộ. Mà tướng mạo của ngươi nhiều lắm chỉ là một chút phấn hoa dính lên hoa sen mà thôi. Thủy Lạc Yên giận tím mặt, tức giận tới mức cổ đỏ bừng, thậm chí có người so sánh nàng với phấn hoa, nói trắng ra chẳng khác nào đang mắng nàng là cứt. Hơn nữa đối phương chỉ là nhất tinh vũ vương mà thôi, trong mắt của nàng không khác gì con sâu cái kiến, vung một đạo kim quang chém ra. Ánh mắt Đinh Linh Nhi lộ ra vẻ kinh ngạc, không rõ Lạc Vân Thường tại sao che chở khúc hồng nhan như thế. Nhưng nàng là hồng nhan chi kỷ bên cạnh Lý Vân Tiêu, quả quyết không thể để nàng có chuyện gì, lập tức mang bao tay vào đánh tới, trực tiếp ngăn cản kim quang kia. Khí thế trên người Thủy Lạc Yên đại thịnh, tức giận nói. Ninh Linh Nhi, đã hơn một năm không có giáo huấn ngươi. Xem ra lúc này phải cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Ninh Linh Nhi cũng vận chuyển chân khí, khí thế liên tiếp tăng lên cao, hừ lạnh nói. Đã từng sợ ngươi sao? Lạc Vân Thường biết thực lực của mình trong mắt nàng cực kỳ nhỏ bé, nhưng mà không thể đứng nhìn, một lá bùa màu đỏ bay lên trời, thời điểm này chuẩn bị đánh xuống. Nữ nhân A Hát, thật sự là không có biện pháp, thời điểm nguy hiểm như vậy lại đi nội đấu, yêu long kia sắp đuổi kịp rồi đấy. Không biết ai hô một câu, mọi người đưa ánh mắt nhìn ra ngoài chiến hạm, khoảng cách của yêu long quả nhiên đang nhỏ dần. Tất cả mọi người biến sắc, nếu như bị đuổi kịp. Cho dù bọn họ liên thủ cũng không thể thắng. Chiến Phàm nói. Không thể mau hơn nữa sao? Lý Vân Tiêu cười khổ lắc đầu nói. Đã là nhanh nhất, ta đoán chừng phải có một trận chiến không cần nghi ngờ. Chư vị vẫn tranh thủ điều tức đi, khôi phục thể lực. Đợi lát nữa đánh cực sinh tử một lần còn có thể có một tia phần thắng. Sắc mặt tất cả mọi người khó coi tới cực điểm, nghĩ đến phải chiến đấu với yêu long thì toàn thân rét run. Đặc biệt là La Thanh Vân, trong cơ thể hắn đang chảy là chân long chi huyết, yêu long mặc dù chỉ là linh thể, nhưng mà đẳng cấp còn cao hơn hắn quá nhiều, loại uy áp đẳng cấp này trực tiếp làm cho hắn không sinh ra nổi ý niệm phản kháng. Lúc này một người nhịn không được nói. Ngươi không phải có lục giai không gian truyền tống trận pháp sao? Mọi người nhao nhao quay đầu đi, ánh mắt Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, dĩ nhiên là Vương Cường sắc mặt tái nhợt nói ra. Hắn nhìn thấy ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn qua thì thân thể chấn động. Lý Vân Tiêu dường như không có mang thù, chỉ lạnh nhạt nói. Trận pháp ngay cả lục giai yêu thú đều trốn không thoát, huống chi là tồn tại cửu giai này. Chư vị không cần lo lắng quá mức, yêu long tuy là cửu giai, nhưng nói như thế nào cũng chỉ là linh hồn mà thôi. Chỗ dựa lớn nhất của yêu thú là thân thể và thiên phú thần thông. Hai thứ này yêu long không có, mọi người liên thủ đánh một trận chiến. Phần thắng sẽ thật lớn. Nhưng chỉ sợ có người bảo tồn thực lực, thừa cơ kiếm tiện nghi. Ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn vào Chu Tử Nguyên cùng Vương Cường, hai người đều đỏ mắt lên. Vân Thiếu nói chuyện rất có đạo lý. Đã trốn không thoát,
chỉ có thể kiên trì đánh một lần, cũng không thể uất ức chết đi à. Tinh quang trong mắt Tào Á Tinh lập lòe nói. Huống hồ long hồn chính là bảo bối khoáng thế, nếu có thể thu đi, lần này đi tu Di Sơn thực không uổng công. Thu long hồn. Trong nội tâm tất cả mọi người cả kinh, nhao nhao cười khổ không thôi. Bọn họ chỉ cần bảo toàn mạng là tốt rồi, chuyện nghịch thiên này ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn qua Tào Á Tinh, hắn nhíu mày. Tào Á Tinh tuyệt đối là một trong mấy người có thực lực mạnh nhất trong đám người, thậm chí mang cho hắn cảm giác kiêng kỵ. Lúc này yêu long ở xa xa đột nhiên tới gần, cả thân thể hóa thành hào quang phóng lên trời, dĩ nhiên hóa thành một đạo kiếm khí chém thẳng vào thanh loan chiến xa. Cái gì, yêu long này xảy ra chuyện gì? Vậy mà hóa thành kiếm khí? Ngoá, không chỉ là kiếm khí bình thường, trong một kiếm này dường như ẩn chứa kiếm ý vô thượng a. Sắc mặt tất cả mọi người đại biến, một loại cảm giác không tốt bao phủ tâm thần. Cảm giác không chỉ chỉ mặt đất núi sông, dường như cả bầu trời sắp sụp đổ. Sắc mặt La Thanh Vân đại biến, hoảng sợ thất thanh nói. Kiếm quyết trảm yêu, dĩ nhiên là trảm yêu kiếm quyết của Cổ Phi Dương đại nhân. Lý Vân Tiêu cũng hoảng sợ không thôi, không thể ngờ yêu long có thể bằng vào linh hồn thi triển kiếm thế này, đột nhiên quát. Mọi người cẩn thận, chiến hạm này sắp xong rồi. Oanh! Kiếm thế xung thiên đánh tan chiến hạm, phòng ngự thanh loan chiến hạm sụp đổ, cho dù là bầu trời cũng bị một kiếm này chém thành hai khúc, bày ra màu sắc khác lạ. Người trên chiến hạm đã chuẩn bị sẵn sàng, vào lúc nổ tung đã nhanh chóng thoát ra hai bên. Nhưng bọn họ suy nghĩ quá mức đơn giản. Yêu long bản thân chính là kiếm linh trảm yêu kiếm của Cổ Phi Dương, đã sớm thông hiểu một chiêu kiếm ý này, dưới kiếm thiên địa đứt gãy. Thanh loan chiến hạm bị chém như giấy, hơn nữa kiếm thế không giảm, chấn động bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người đều thất kinh, nhao nhao hoảng sợ thi triển tuyệt chiêu ngăn cản chấn động kia. Phanh, phanh, phanh. Một đám người thổ huyết trên không trung, nội tạng bị chấn vỡ không ít, không ngừng rút lui. Yến Nghị phun máu tươi. Trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng, giọng căm hận nói. Mẹ kiếp, dưới một kiếm, chỉ là kiếm quang đã có uy lực và uy thế như vậy, làm sao mà đánh? Những người còn lại tim gan lạnh toát, một kiếm chảm nát thiên địa. Loại uy thế này ai có thể ngăn cản? Dưới kiếm thế này, căn bản không sinh ra nửa điểm chiến ý. Yêu long sau khi hóa thành kiếm quang, lần nữa khôi phục long thân, ngửa mặt lên trời ngâm nga. Từng tiếng long ngâm phóng lên trời. Cả đại điện vang vọng, dường như có triệu hoán tử viễn cổ, chấn động nhân tâm. Lúc này ngay cả Lý Vân Tiêu cũng biến sắc, lúc trước nghe yêu long nói dưỡng thương trong đại điện, không thể ngờ đã khôi phục thất thất bát bát so với năm đó, hắn trầm giọng nói. Mọi người không nên nhụt chí, nếu như không có dũng cảm chiến một trận, như vậy sẽ chết chắc. Hiện tại và triệt để chết đi đã không khác gì nhau rồi. Trong mắt Chu Tử Nguyên hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nhưng vẫn cố gắng vận dụng Hạo Thiên Kính, một đạo hoàng sắc quang mang bắn ra chiếu vào yêu long, hét lớn. Mọi người cùng nhau dốc sức liều mạng a hát, cầu một con đường sống. Mẹ kiếp, chết tại đây thì ta làm sao cam lòng? Ta chính là người trong tương lai sẽ thống nhất thương minh. Hai mắt tiền vô địch đỏ bừng, đồng tệ trong tay của hắn bay ra không ngừng, bắn thẳng vào yêu long, tiền tài đầy trời, phô thiên cái địa. Ngoài ra còn chưa đủ. Hai tay của hắn hợp lại, một cái sọt lớn đầy kim quang hiện ra trước mặt mọi người, mãnh liệt đẩy về phía trước, kim tệ càng bay càng lớn, bay thẳng vào đầu lâu yêu long. Thủy Lạc Yên vừa ra tay đã là ba viên võ ý kết đan, dùng thủ pháp liên hoàn châu ném ra ngoài, một viên lại lớn hơn một viên đều tỏa ra khí tức khủng bố. Những người còn lại cắn chặt răng đồng thời ra tay, các loại khí tức khủng bố bắn ra đầy trời. Những người này đều là tinh anh của các đại môn phái. Những át chủ bài thi triển ra cũng vô cùng kinh người. Lữ Thanh Thành cùng Chiến Phàm hai người lại liên thủ, cố gắng song kiếm hợp bích. Tử Ảnh Thanh Tác kiếm một khi kết hợp chính là cửu giai tồn tại, trong tất cả mọi người ở đây, nó là huyền khí uy lực lớn nhất. Yêu Long đối mặt với các công kích này thì sợ hãi liên tục. Chu Tử Nguyên dùng Hạo Thiên Kính khóa không gian pháp tắc quanh người nó, thân thể di động bắt đầu thập phần khó khăn, lâm vào cục diện bị động chịu đòn, hào quang trên người lúc sáng lúc tối. Hồn lực không ngừng tiêu tán. Lúc này ba viên liên hoàn châu của Thủy Lạc Yên bắn tới, viên thứ nhất hóa ra một đạo quyền ảnh, giống như đúc lúc đối phó Lý Vân Tiêu ở thành Viêm Vũ, trực tiếp đánh vào người yêu long, cơ hồ không có bao nhiêu phản ứng.
viên thứ hai lập tức hóa ra một khe hở chém vào cổ yêu long, không ngờ đánh hồn lực của nó sơ sát, viên thứ ba đột nhiên biến lớn, lại là một tòa núi nhỏ, trực tiếp nện xuống. Lúc này tiền tài của tiền vô địch cũng đánh tới, hai công kích to lớn giáng xuống, trực tiếp đánh vào thân hình yêu long, nó rơi xuống mấy chục trượng, lực lượng khổng lồ trùng kích ra chung quanh. Hai người công kích đã phát ra hiệu quả, lập tức kích thích chiến ý của tất cả mọi người, các loại át chủ bài nhao nhao thi triển ra, gắt gao trấn trụ yêu long, đánh nó không có sức hoàn thủ. Giận a, một đám nhân loại đáng chết, chỉ là không gian pháp tắc cấp thấp cũng muốn trói buộc bổn tọa, toàn bộ các ngươi đi chết đi. Yêu long hét lớn một tiếng, một chiêu thần long bãi vĩ ngăn cản công kích từ bốn phương tám hướng, nó vận dụng một chiêu thanh long nhả thủy, rất nhiều thủy hệ nguyên tố hội tụ lại, sau đó ăn mòn lực phong tỏa của Hạo Thiên Kính. Chu Tử Nguyên quá sợ hãi, Hạo Thiên Kính trong tay phát ra âm thanh ông ông, dường như muốn vỡ ra. Phần huyết đại pháp, thân thể Tào Á Tinh lúc này trở nên đỏ bừng, một tia hỏa diễm đỏ thấm hiện ra trên người của hắn, nhìn qua cực kỳ yêu dị khủng bố, trong tay hắn xuất hiện phù lục màu đỏ bốc cháy tạo thành thông đạo trên không trung, kéo dài lên người yêu long. Huyết dịch chính là tinh nguyên con người, mà công pháp thiêu đốt huyết dịch lại cực kỳ bá đạo. Hắn phù lục đỏ hồng đầy yêu dị, đồng tử yêu long co rụt lại, dường như nó cảm giác nguy hiểm, nổi giận gầm lên một tiếng dùng đuôi đảo qua. Oanh! Đuôi rồng quét qua phù lục trên cao, nó vỡ tan trên không trung. Sau đó là tiếng kêu thống khổ của yêu long, huyết dịch kia dường như nhiễm độc, cả cái đuôi của nó bị nhuộm thành màu đỏ tím, nó lăn mình trên không trung. Đây là độc tính gì? Vậy mà có thể ăn mòn linh hồn. Tất cả mọi người trong nội tâm kinh hãi, càng kiêng kỵ Tào Á Tinh lớn hơn, nhưng mà cũng nội tâm đại hỉ, yêu long đúng là bị trọng thương. Sau một chiêu của Tào Á Tinh, màu đỏ trên người rút đi, thân thể trở nên vô cùng tái nhợt, trực tiếp rời xa chiến trường bắt đầu điều tức. Hiển nhiên một chiêu kia hao phí thật lớn, là át chủ bài hắn không dám tùy ý vận dụng. Hạo Thiên Kính của Chu Tử Nguyên rốt cục bị yêu long ăn mòn không còn hào quang, hoàn toàn báo hỏng, nội tâm của hắn đau đớn liên tục, đột nhiên nhìn qua một người, lập tức tức giận thiếu chút nữa thổ huyết, gào thét, nói. Lý Vân Tiêu, con mẹ nó ngươi đang làm cái gì? Đứng ở đó nhìn cái gì chứ? Lý Vân Tiêu mỉm cười, gãi gãi cái trán nói. Thật xấu hổ, chiêu thức của các vị quá mạnh mẽ, ta nhìn mà ngây người. Những người còn lại nghe xong giận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đi lên chụp chết hắn. Lý Vân Tiêu chẳng biết xấu hổ nói ra. Huống hồ ta chỉ là một tên vũ vương, cũng không có tác dụng gì. Đánh nhau còn biến thành vướng víu của các vị, chờ ta tìm được nhược điểm của yêu long lại ra tay cũng không muộn. La Thanh Vân giận dữ không thôi, trước mặt yêu long hắn không dám thi triển chân long huyết mạch, nếu không trực tiếp bị uy áp đẳng cấp của đối phương khắc chế, cho nên ngay từ đầu vô cùng cố sức. Mà thực lực của Lý Vân Tiêu hắn hiểu rõ ràng, há có thể không nổi giận, giận dữ hét. Nếu ngươi không ra tay, chúng ta cũng không đánh, mọi người cùng nhau chết. Yến Nghị cũng gào thét liên tục, nói. Mẹ kiếp, đã tới thời điểm này mà còn giấu dốt, thật là đáng chết a hát. Lý Vân Tiêu gây ra công phẫn, cũng không thể tiếp tục xem cuộc chiến, trực tiếp ném thiên la diễm hỏa chiến kỳ ra, lập tức một biển lửa phô thiên cái địa xuất hiện. Giới thần bi sau khi mở hỏa chi vực giới ra, thiên la diễm hỏa chiến kỳ cũng mất đi tác dụng, có thể trực tiếp dùng để chiến đấu. So với lúc đấu La Thanh Vân trên Quỳnh Hoa Đảo phát huy uy lực còn mạnh hơn vài lần, hơn nữa yêu long là thủy hệ yêu thú, vừa lúc bị hỏa diễm khắc chế. Đồng tử yêu long đại co lại, nó vẫn chú ý tới Lý Vân Tiêu, trong những người này nó kiêng kỵ nhất cũng chính là hắn. Vào lúc này hắn tiện tay đã ném ra một biển lửa thì càng giật mình, ngọn lửa kia không làm gì được nó, nhưng mà trực tiếp chấn áp thủy hệ lĩnh vực của nó, chính là khắc chế thuộc tính ngũ hành. Đáng chết a hát. Những người này quả nhiên khó giải quyết nhất vẫn là Cổ Phi Dương, yêu long liên tục gầm hét lên, nó không ngừng xuyên qua biển lửa. Hai tay Lý Vân Tiêu nhanh chóng niết bí quyết, một hỏa diễm biển hóa thành sinh vật, hình thái ngàn vạn, trên người tỏa ra chiến ý viễn cổ, trong lúc nhất thời cả chiến trường đều bị chiến ý bao phủ, tâm thần mỗi người đại chấn. Đây là cửu giai trận pháp. Đồng tử Chu Tử Nguyên đột nhiên co lại, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào biển lửa. Nghĩ đến chính mình lúc trước còn uy hiếp Lý Vân Tiêu, lập tức cảm thấy xương sống lạnh toát. Mẹ kiếp, có cửu giai chiến kỳ hiện tại mới dùng, người thật đáng chết a hát. Yến Nghị tức giận muốn thổ huyết,
sớm thi triển ra thì bọn họ đâu cần liều mạng như thế, một thân chân khí tổn hao nhiều. Sắc mặt La Thanh Vân biến hóa, đột nhiên quát. Mọi người không thể buông lỏng cảnh giác, cửu giai hỏa trận có vấn đề. Dùng để khắc chế thủy hệ lĩnh vực của yêu long xem như cũng được, mọi người không thể đình chỉ công kích. Hắn biết rõ chỗ thiếu hụt của cửu giai chiến kỳ, chỉ là động tác đẹp mắt mà thôi. Sau khi yêu long trải qua kinh sợ cũng đã phát hiện điểm ấy, long thân càn quét qua biển lửa, cơ hồ tất cả sinh vật hỏa diễm bị quét qua thì lập tức biến mất, căn bản quân lính tan rã. Lúc này một tiếng đao kiếm vang vọng, tử thanh song kiếm lại kết hợp, phá không chém tới. Tất cả mọi người tránh né uy thế kinh thiên kia, nhao nhao thối lui tránh một con đường. Yêu long cũng phát giác có nguy hiểm, chính là cửu giai huyền khí làm nó bị thương lúc trước, lập tức sợ hãi giống một tiếng, muốn né tránh. Không tốt, nó muốn chạy trốn. Chu Tử Nguyên khẩn trương, nếu Hạo Thiên Kính vẫn còn thì có thể vây khốn nó trong nháy mắt, cũng đã đầy đủ. Nhưng giờ phút này ai có thể ngăn cản nó bỏ chạy? Hảo kiếm thế, chớ né a hát. Lý Vân Tiêu khẽ cười một tiếng, hắn thi triển đại giới thần quyết, giới thần bi trực tiếp hóa thành ngọn núi chân xuống. Lúc này cảm giác cổ quái hình thành trong lòng, hắn thi triển đại giới thần quyết thì lực lượng kỳ dị hấp thu trong đan điền vậy mà chảy vào trong kinh mạch, trực tiếp biến hóa. Nội tâm của hắn chấn động mãnh liệt, chẳng lẽ lực lượng này nhất định phải thi triển thần quyết mới có thể động dụng. Lúc này bên ngoài giới thần bi có một đạo hào quang vần quanh, lực lượng hoàn toàn khác với lúc trước. Yêu long đang muốn bỏ chạy né tránh kiếm thế, trong giây lát phát hiện giới thần bi chấn xuống, tức giận giống to lên, muốn giải khai chấn áp, lại đột nhiên phát hiện bị một lực lượng khổng lồ chấn áp không gian, không cách nào thoát đi. Lực lượng này, đột nhiên đồng tử yêu long co lại, giống như nhìn thấy cái gì đó không thể tưởng tượng nổi, nghẹn ngào quát. Thần dịch lực, dĩ nhiên là thần dịch lực, người làm sao có thể có được thần dịch lực. Nó kinh hoàng lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào giới thần bi, trên người tỏa ra lực lượng thần bí, lực lượng này không ngừng chảy ra ngoài, hồn thể của nó không ngừng trong suốt, tâm thần của nó đều nằm trên giới thần bi, ngay cả tử ảnh thanh tác kiếm chém tới cũng chẳng quan tâm. Ầm ầm, bảo kiếm chém xuống, một đạo ánh sáng xanh tím chém lên người yêu long. Yêu long kêu thảm một tiếng, hào quang càng tối lại. Nhưng nó vẫn cắn răng, hai mắt đỏ bừng giống to một tiếng. Một đạo yêu khí bộc phát ra bốn phương tám hướng, dường như thi triển toàn lực đánh tan chấn áp không gian của giới thần bi, thân thể mạnh mẽ xông tới, hóa thành một đạo quang mang lao thẳng vào yêu long điện lúc trước. Trốn, trốn. Trong đầu mọi người chấn động, vốn cho rằng là tồn tại khó có thể địch nổi cho nên liều mạng chiến đấu, vì sao Lý Vân Tiêu vừa ra tay thì bỏ chạy mất. Mọi người dùng vẻ mặt cổ quái nhìn qua Lý Vân Tiêu. Chỉ có Lạc Vân Thường cùng Đinh Linh Nhi mừng rỡ trong lòng, biết rõ Lý Vân Tiêu chính là Cổ Phi Dương thì càng tín nhiệm và sùng bái hắn, loại chuyện khó tin này cũng biến thành đương nhiên, thập phần bình thường. Nếu như yêu long không trốn thì đó mới là không bình thường. Lý Vân Tiêu lăng không đứng đó, thanh tử ảnh thanh tác kiếm bị hắn trực tiếp cầm trong tay, mỉm cười nói. Đúng vậy, là thanh hảo kiếm, ta mượn sử dụng trước. Cái gì? Chiến Phàm cùng Lữ Thanh Thành kinh hãi trong lòng, vẻ mặt giận dữ, nhưng thực lực đối phương còn đó, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể vội vàng vận chuyển kiếm quyết, muốn gọi trở về. Nhưng mà hai người vừa vận chuyển thì biến sắc, hoảng sợ không thôi. Liên hệ giữa hai người bọn họ và thanh kiếm lại bị đối phương chặt đứt. Thần thức lưu lại trên đó cũng biến mất. Cái này, hai người lập tức mồ hôi lạnh đầm đìa, loại thủ đoạn tùy ý xóa thần thức của người khác. Thu binh khí của người khác sử dụng, chỉ khi thần thức đối phương cường đại hơn rất nhiều mới có thể sử dụng được. Đột nhiên La Thanh Vân quát to một tiếng, nhìn chằm chằm vào yêu long đào tẩu, trong mắt tràn đầy tham lam cùng hưng phấn, kích động run rẩy nói. Long Nguyên, dĩ nhiên là Long Nguyên. Yêu long đào tẩu đã dùng chiêu thức liều mạng, cho nên có rất nhiều Long Nguyên bay ra, đây chính là Long Chi Tinh Hoa A Hát. Máu trong người hắn sôi trào lên, nếu là có thể hấp thu Long Nguyên này. Chân long thân thể của hắn sẽ đạt tới mức khủng bố. Đột nhiên một đạo nhân ảnh chớp động nhảy vào trong đám long nguyên, hai tay đột nhiên mở ra, quát to. Tạo hóa một mạch, hấp thu cho ta. Những long nguyên kia như bị nuốt trôi, điên cuồng rót vào trong thân thể người này, trong nháy mắt đã nuốt mất hơn phân nửa. Chi! Toàn thân La Thanh Vân đại chấn, gầm thét xông lên, giận dữ hét. Lý Vân Tiêu, ta giết ngươi! Trời ạ!
Long nguyên của ta a hát. Chờ hắn xông tới thì chỉ còn một ít cặn bã còn sót lại, dốc sức liều mạng hấp thu. Lý Vân Tiêu hấp xong thì tươi cười thỏa mãn, nhìn qua La Thanh Vân nói. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, nếu không ta còn không có phát hiện những thứ này chính là long nguyên, thiếu chút nữa lãng phí mất. Sau khi hắn nói xong thân thể lóe lên, nhanh chóng đuổi theo hướng yêu long bỏ chạy. Ninh Linh Nhi cùng Lạc Vân Thường cả kinh, cũng nhanh chóng theo sau. La Thanh Vân tức giận đến mức muốn thổ huyết, yêu khí toàn thân tỏa ra. Yêu long vừa đi long chi huyết mạch của hắn không còn sợ đẳng cấp uy áp, hận không thể xông lên chiến với Lý Vân Tiêu một trận. Nhưng mà chỉ mấy ngày ngắn ngủi, hiện tại Lý Vân Tiêu cho hắn cảm giác dường như còn mạnh hơn lúc trên Quỳnh Hoa Đảo một bậc. Lý Vân Tiêu, ngươi chờ đó cho ta. La Thanh Vân nhìn qua ba người rời đi, cắn răng mở miệng nói. Hắn ở trước yêu long điện đã rèn luyện huyết mạch toàn thân, giờ phút này tăng thêm một chút long nguyên, đầy đủ hắn cải tạo thân hình, càng thêm tiếp cận thượng cổ chân long. Đến lúc đó lại chiến với Lý Vân Tiêu một trận sẽ có nắm chắc nhiều hơn. Những người còn lại nhìn theo hướng Lý Vân Tiêu rời đi, tất cả kinh ngạc đứng ở đó, đuổi theo cũng không phải, không đuổi theo cũng không phải. Chư vị, làm sao bây giờ? Chu Tử Nguyên nhìn không được nói ra, hắn nhìn vào Hạo Thiên kính báo trong tay, vẻ mặt đau lòng. Yến Nghị nuốt nước miếng, nói. Lý Vân Tiêu đến rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn mạnh bao nhiêu, vừa ra tay đá chấn áp khiến yêu long đào tẩu. Người liên can đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đều rơi vào La Thanh Vân. Tào Á Tinh cắn răng nói. Người đã động thủ với hắn, thực lực của hắn rốt cuộc như thế nào? Sắc mặt La Thanh Vân ngưng trọng, trầm tư một lát sau mới nói. Thâm bất khả chắc, ít nhất ta không phải đối thủ của hắn. Chi? Tất cả mọi người hít một hơi lạnh, La Thanh Vân có danh khí to lớn trong thế hệ trẻ, hơn nữa là phần tử thập phần ương ngạnh, rất ít người dám là địch với hắn. Chính tai nghe hắn bình luận Lý Vân Tiêu như vậy, lập tức làm mọi người kiêng kỵ nhiều hơn, đối với Lý Vân Tiêu càng cẩn thận hơn trước. Thủy Lạc Yên nghĩ đến chính mình vô lễ trêu tức đối phương trên chiến hạm, sắc mặt trắng bệch. Nhưng xem ra, đối phương dường như không thèm so đo với mình. Chúng ta làm sao bây giờ? Đuổi theo hay không đây? Vương Cường đứng trong đám người hỏi. Đuổi theo. Tiền Vô Địch cười lạnh, nói. Đuổi theo chịu chết sao? Yêu Long cũng tốt, Lý Vân Tiêu cũng tốt, người đánh thắng sao? Vương Cường đỏ mặt lên, cũng không nói thêm gì nữa. Buồn bực nhất chính là Lữ Thanh Thành cùng Chiến Phàm, hai người đã mất huyền khí, cơ hồ là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ, không nói thêm cái gì. Tất cả mọi người có chút nản lòng thoái chí. Nhao nhao đứng dậy rời khỏi, ý định tùy tiện tìm nơi linh khí hóa dịch tu luyện cho tới khi ra ngoài. Lý Vân Tiêu nhanh chóng đuổi tới Yêu Long Điện, đại điện đã sụp đổ xuống, bốn phía là tàn chi thi thể của võ giả đang trôi nổi trên biển linh khí, thứ còn sót lại duy nhất chính là tượng đá Yêu Long vẫn đang tỏa sáng nhàn nhạt. Xuất hiện đi, Yêu Long, dù sao cũng từng quen biết một hồi, mọi người hợp tác với nhau không phải tốt hơn sao? Lý Vân Tiêu cầm kiếm mà đứng. Nhàn nhạt nhìn qua tượng đá kia. Vốn hắn không có bao nhiêu nắm chắc thu phục yêu long, nhưng không thể ngờ lực lượng thần bí trong đan điền lại tạo thành trùng kích lớn như thế, nắm chắc càng thêm vài phần. Hào quang trong hai mắt tượng đá bắn ra, trầm giọng tức giận nói. Rất tốt con em ngươi a hát, bắt lão tử làm kiếm linh, cũng chỉ có ngươi hôm nay làm ra được. Nếu bức ta quá, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Lý Vân Tiêu nhìn qua bức tượng đá, khẽ cười nói. Đây là thân thể ngươi ngưng luyện ra sao? Nhìn như thứ đồ quỷ gì đó. Lần này nếu như ta có thể khôi phục thực lực đỉnh phong, có nắm chắc thật lớn trùng kích thập phương thần cảnh, đến lúc đó ban thưởng cho ngươi thân thể chính thức lại có gì khó? Ngươi làm kiếm linh cho ta chỉ trong thời gian cực ngắn mà thôi. Yêu Long trầm mặc không nói, hồi lâu mới nói. Trên người của ngươi tại sao có thần dịch lực? Trong lòng Lý Vân Tiêu hơi động một chút, thầm nghĩ, lực lượng kia thì ra tên là thần dịch lực. Hắn thành thành thật thật nói ra. Ta cũng không biết, trong lúc vô tình đạt được, ngươi nhận ra lực lượng này. Yêu Long ngạc nhiên, tiếp tục trầm mặc. Lý Vân Tiêu cũng không vội, chậm rãi đứng đó chờ. Tính tình Yêu Long hắn rõ ràng, không phải là loại giỏi tâm kế, huống hồ hắn có giới thần bi nơi tay, cơ hồ đứng ở thế bất bại, cho nên cũng không lo lắng hắn kéo dài thời gian. Qua một hồi, Yêu Long mới mở miệng nói. Tại nơi đạt được thần dịch lực, người có thấy thanh tiểu kiếm màu vàng không?
Lý Vân Tiêu lật tay một cái, thanh tiểu kiếm kỳ dị hiện ra trong tay, nói. Ngươi nói là cái này. Hai mắt yêu long bắn ra hào quang vài lần, lúc này mới thở dài nói. Chẳng lẽ thật sự là thiên ý? Nó dường như hạ quyết tâm thật lớn, thống khổ nói ra. Muốn ta làm kiếm linh của ngươi cũng được, nhưng ít ra phải tìm một thanh kiếm không tệ mới được. Kiếm trong tay của ngươi tuy là cửu giai, nhưng so với Trảm Yêu kiếm năm đó thì kém quá lớn. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, nói. Kỳ thật kiếm này không tệ, nhưng mà đã hỏng. Chờ lúc thực lực của ta đầy đủ, sẽ luyện chế nó lại một lần, cũng sẽ không ủy khuất ngươi. Hắn vẫy tay nói. Nhanh vào trong kiếm đi. Yêu Long thập phần không cam lòng, nhưng đã đến bước đường cùng, chỉ có thể hiện hình, trên không trung bay lượn một hồi mới thập phần quyến luyến bầu trời tự do, cuối cùng mới lưu luyến không rời chui vào Tử Ảnh Thanh Tác kiếm. Lý Vân Tiêu cười nói. Bằng hữu cũ, ngươi có thể trở về thì ta thật vui vẻ. Không cần lộ ra biểu lộ không muốn sống đó, ta không bao lâu nữa sẽ trở lại Vũ Đế đỉnh phong. Đến lúc đó sẽ trả ngươi tự do. Yêu Long giọng nói nặng nề, nói. Hy vọng đi. Lý Vân Tiêu cầm kiếm nhỏ màu vàng kia hỏi. Vật này là cái gì? Còn thần dịch lực là cái gì? Yêu Long nói. Thanh kiếm là chìa khóa mở tu di thần cung, mà thần dịch lực chính là lực lượng chỉ cường giả thập phương thần cảnh mới có được, bọn họ đã không tu võ đạo nữa. Mà tu thần đạo. Cái gì, thần đạo? Tâm thần Lý Vân Tiêu đại chấn, không thể ngờ trên võ đạo vẫn còn thần đạo tồn tại. Trong mơ hồ ở cuối con đường võ đạo, dường như có một cánh cửa đang từ từ mở ra với hắn. Hắn khiếp sợ hồi lâu, mới im lặng nói. Tu di thần cung không phải đã bị phá hủy sao, thanh kiếm này cũng vô dụng. Yêu Long khẽ nói. Đây cũng chỉ là cái bóng của thần cung mà thôi, phải biết rằng. Ta chính là Long Linh thủ hộ nơi này a. Cái bóng. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Đúng vậy, người dùng thần thức dò xét linh khí chi hải bên dưới đi. Yêu Long nói. Trong lòng Lý Vân Tiêu dùng mình, vội vàng dùng thần thức dò xét bên dưới, linh khí chi hải sâu tới mức hắn kinh ngạc, sau khi dò xét dưới 1000m thì bị một lực lượng ngăn cản, rốt cuộc không cách nào tiến thêm mảy may. Chính nó. Yêu Long dường như có thể cảm giác được tâm tư của Lý Vân Tiêu, nói. Tu di thần điện chính thức ta không thể vào, bên trong có lẽ có đại kỳ ngộ. Lý Vân Tiêu nhìn hai nữ nói. Hai người các ngươi vào trong giới thần bi đi, tu di thần điện vạn phần quỷ dị, ta sợ không thể chiếu cố các ngươi được. Hai nữ biết rõ chính mình đi theo cũng chỉ thành vướng bận, nhao nhao gật đầu, buông lỏng tâm thần. Thần thức Lý Vân Tiêu vừa thu lại thì tiến vào trong giới thần bi. Đinh Linh Nhi lần đầu tiên đi vào, tự nhiên vạn phần giật mình, nhưng Lạc Vân Thường thoáng giải thích thì cũng hiểu rõ. Lý Vân Tiêu thu hồi Tử Ảnh Thanh Tác kiếm, hắn nhảy vào trong biển linh khí, không ngừng bơi xuống dưới. Nước biển chính là linh khí biến thành, bơi ở trong này thích ý nói không nên lời, linh khí rót vào mỗi lỗ chân lông của hắn, bị thân thể và kinh mạch điên cuồng hấp thu. Tiểu tử ngươi ở đâu cũng có một đống nữ nhân đi theo a. Yêu Long đều cảm khái. Bi thương nói. Ta không biết bao nhiêu năm qua chưa sờ qua tay nữ nhân a. Lý Vân Tiêu muốn té xỉu, cười to nói. Là mẫu Long a, không nói tới ngươi không có thân hình, cho dù có. Thiên vũ giới hiện tại làm gì có mẫu Long để ngươi thoải mái chứ? Lý Vân Tiêu nói lời này đã đâm vào chỗ thương tâm của yêu Long chỉ cảm thấy bi thương. Thiên vũ giới hiện tại đừng nói chân Long, cho dù là cấp bậc Á Long chỉ sợ cũng không còn tồn tại. Một lát sau, rốt cục đến đáy biển, một tòa thần cung bảo điện to lớn đang ở đó, hơn nữa còn hùng vĩ hơn cung điện sụp đổ trên kia. Trên đại điện này phát ra đạo văn cổ xưa, làm cho người ta không nhìn được muốn quỳ xuống tế bái, ngay cả Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy tâm thần chấn động, vội vàng vận chuyển đại diễn thần quyết chống cự. Quả nhiên thần quyết vừa thi triển thì thần lực dịch cũng phát ra, cảm giác không khỏe cũng biến mất. Yêu Long, tu di sơn này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hạch tâm bảo điện là do người nào tu kiến? Lý Vân Tiêu nhìn qua mấy khoa đầu văn màu vàng trên cửa đại điện, là mấy chữ hắn nhận ra, viết. Tu Di Sơn Lăng Tiêu bảo điện. Yêu Long lắc đầu nói. Ta nào biết được, lỗ nhỏ màu vàng trên Lăng Tiêu bảo điện chính là vị trí ngươi cắm tiểu kiếm lấy được vào. Tình huống bên trong ta không rõ ràng, có lẽ là kỳ ngộ, có lẽ là phần mộ cũng nói không chừng. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt cười nói. Ngươi quen ta không phải chuyện một hai ngày,
trên thiên vũ đại lục này, có nơi nguy hiểm nào ta chưa từng đi qua. Hắn cười ngạo nghễ, lúc này tạo ra một cầu thang sáng lạn kéo dài tới cửa điện. Lý Vân Tiêu bước lên cầu thang đi tới, quả nhiên trên cửa có lỗ nhỏ hình kiếm, bốn phía khắc các đường cong quái dị, rậm rạp chẳng chịt bao phủ cả đại điện. Lý Vân Tiêu không có suy nghĩ, cắm kiếm vào lỗ kiếm, một đạo sức mạnh to lớn tản ra, rất nhanh nước biển bị lực lượng to lớn này mở ra, Lăng Tiêu Bảo Điện bắn ra hào quang mạnh mẽ, dần dần khởi động một trạng thái chân không, phong cách cổ xưa đại khí càng hiển thị không thể nghi ngờ. Cánh cửa Lăng Tiêu Bảo Điện mở ra, lộ ra một thông đạo to lớn thật dài, mà so sánh với dáng vẻ to lớn, trong thông đạo lại tỏa ra không khí mục nát thâm trầm. Xảy ra chuyện gì? Khí tức tử vong thật đậm đặc. Lý Vân Tiêu cau mày, ngẩng đầu bước vào trong đại điện, thi cốt đầy đất hiển hiện ngay trước mắt, vẫn thông thẳng vào sâu trong đại điện. Những thi cốt này không có cái nào còn nguyên vẹn, hiển nhiên những người này bị trùng kích to lớn mà chết, khắp nơi đều là huyền binh đứt gãy rơi lả tả, hơn nữa phía trên đầy dấu rỉ sét, không có đạo văn gì cả. Thật đúng là bị ngươi nói trúng, đại điện này là một phần mộ to lớn. Lý Vân Tiêu nhìn kỹ những thi cốt kia, tất cả bóng loáng như ngọc, trải qua vô số năm tháng mà không mục nát. Có thể nói còn cứng rắn hơn cả huyền binh, đủ để có thể thấy được những thi cốt này khi còn sống cường đại ra sao, nhưng vẫn giống như con sâu cái kiến nằm tại nơi này. Loại tử khí này làm ta không thoải mái, ngươi nếu đi vào thì phải cẩn thận. Thật vất vả chuyển thế trọng sinh, đừng có lại chết đi. Yêu Long cẩn thận dặn dò. Lý Vân Tiêu đang muốn bước vào trong đó, trong lúc này nhướng mày, đang định bước chân vào bên trong, sau lưng có vài khí tức cường đại truyền tới. Hừ, Lăng Tiêu Bảo Điện, rốt cục có người mở ra. Năm đạo thân ảnh dần dần hiển hiện trong nước biển, đi vào khu đất trống, trên mặt đầy tham lam. Sắc mặt Lý Vân Tiêu biến hóa, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Các ngươi là người bảy đại siêu cấp thế lực. Một người trong đó trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, kinh ngạc nói. Không thể ngờ ngươi còn có chút ánh mắt, vậy mà nhận ra bối cảnh của chúng ta. Cái gọi là bảy đại siêu cấp thế lực chính là siêu nhiên ra khỏi thiên vũ giới, là bảy đại tông phái vấn đỉnh thiên hạ. Phân biệt là Thần Tiêu Cung, Vạn Tinh Cốc, Đao Kiếm Tông, Phệ Hồn Môn, Bắc Minh Huyền Cung, Thành Hồng Nguyệt cùng Thiên Lĩnh Long Gia. Bảy đại thế lực này sừng sững trên thiên vũ giới không biết bao nhiêu vạn năm, tương truyền thực lực không thua thánh vực thần đô. Tuy biểu hiện ra còn quy thánh vực quản lý, nhưng âm thầm thường xuyên bằng mặt không bằng lòng, thánh vực cũng không có biện pháp. Năm người này là Phệ Hồn Môn Lục Phong, Đao Kiếm Tông Lưu Vĩnh Hằng, Vạn Tinh Cốc Lâm Mộc, Bắc Minh Huyền Cung Cảnh Thu, Thành Hồng Nguyệt Đặng Tiên Giác, trong bảy đại thế lực siêu cấp đã có ghi chép tường tận về Lăng Tiêu Bảo Điện, năm người mới vừa vào đã lẻn vào đáy biển tu luyện. Cùng đợi người có chìa khóa mở cửa ra. Nếu như đợi không được cũng không lỗ cái gì, dù sao linh khí chi hải là nơi có linh khí dồi dào nhất tu di sơn. Nhưng làm cho năm người mừng rỡ như điên là, thật sự có người có chìa khóa. Trên mặt Lưu Vĩnh Hằng mang theo thần thái ngạo nghễ, nói. Nếu đã biết thân phận của chúng ta, vậy trong này không có chuyện của ngươi, ngươi có thể đi. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Thời điểm xuống quá kích động. Vậy mà có mấy con trâu chấu ẩn nấp mà không phát hiện ra. Ánh mắt của hắn nhìn qua biển sâu, nói. Còn có bốn vị cũng xuất hiện đi. La Thanh Vân, Tào Á Tinh, Tiền Vô Địch, còn một vị là. Sâu trong nước biển có chấn động truyền tới, quả nhiên có bốn người từ từ đi ra. Lục Phong năm người biến sắc, che giấu bốn người, bọn họ không biết chút nào. Hai người trước chính là Tào Á Tinh, La Thanh Vân cùng Tiền Vô Địch, người thứ ba chậm rãi đi tới. Cười nói. Tại hạ Từ Thanh, Vân Tiêu đại nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Lưu Vĩnh Hằng biến sắc, nói. Là bốn các ngươi, hừ, các ngươi trong đồng lứa thiên vũ giới xem như có chút danh khí. Ngược lại có tư cách theo chúng ta cùng tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Tào Á Tinh nhìn qua tên này một cái, miệt thị nói. Năm tên các ngươi tính là cái gì? Chỉ là mấy con sâu cái kiến không thể lăn lộn trong thế lực của mình mà thôi. Mà những tên thiên tài đỉnh cấp trong thế lực của các ngươi căn bản khinh thường tới Tu Di Sơn này. Bảy phái sở chiếm cứ Linh Sơn linh khí không dưới Tu Di Sơn. Chỉ có đám cặn bã không phân được chỗ tốt như các ngươi mới có thể đánh chủ ý lên Tu Di Sơn. Năm người lập tức giận tím mặt, một là Tào Á Tinh lại mỉa mai bọn họ, hai là đâm trúng chỗ uy hiếp của bọn họ, tức giận đến mức toàn thân run lên. Như thế nào,
muốn đánh nhau phải không? La Thanh Vân lạnh lùng cười cười, bước đi ngạo nghễ. Ba người chúng ta đấu với năm tên các ngươi, dám không? Từ Thanh hai tay ôm ngực, cười nói. Tất cả mọi người đều muốn tìm chỗ tốt, xúc động như vậy không tốt lắm đâu. Nhưng mà, nếu như mấy vị ngứa ra, ta cũng rất muốn hoạt động một chút. Tiền Vô Địch sắc mặt lạnh như băng, nói. Nói nhảm với bọn chúng làm gì, trực tiếp giết là được. Hắn nói lời này làm cho năm người tức giận phát run, lập tức chấn động, năm đạo quang mang đồng thời vọt lên, huyền binh cầm trong tay, hình thế căng thẳng. Lý Vân Tiêu đột nhiên cười nói. Ai nha, thần tiên đánh nhau, ta làm phàm nhân gặp nạn. Các ngươi chậm rãi luận bàn, ta đi vào trước. Hắn một cước muốn bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Năm tên kia biến sắc, vội vàng vượt lên sông vào phía trước, Lục Phong thì thầm nói. Đợi sau khi ra ngoài lại thu thập các ngươi. Vân Tiêu đại nhân, mời. Tào Á Tinh làm thủ thế mời, thực lực Lý Vân Tiêu đã được hắn tán thành, cho nên hết sức kính trọng. Lý Vân Tiêu cười nói. Không vội, cứ cho bọn chúng mở đường đi. Bảy đại siêu cấp thế lực đứng đầu thiên vũ giới, đám đệ tử này sẽ làm gương, làm binh sĩ đi mở đường. Bốn người hơi cau mày, Lý Vân Tiêu dường như có ẩn ý trong đó, nhưng cũng không tiện hỏi rõ, cùng đứng ở cửa chờ. Năm người nhanh chóng bước qua thi cốt tiến về phía trước, lập tức xuyên qua thông đạo. Trong lúc này có chấn động truyền ra, hài cốt trên đất như sống lại, nhào nhào bay lên không trung, chúng hội tụ với nhau. Không chỉ có hài cốt, còn có những huyền binh đã dỉ xét kia cũng nhận được lực lượng nào đó dẫn dắt, toàn bộ hội tụ lại. Tất cả hài cốt tụ tập thành khô lâu thật lớn trực tiếp ngăn cản đường đi của năm người. Những huyền binh dỉ xét cũng tụ vào nhau, tạo thành một thanh kiếm dỉ xét khổng lồ, nó đứng ở đó thì chẳng khác gì một người giữ ải, ngàn quân không qua. Năm người biến sắc, vội vàng cảnh giác tản ra, Lưu Vĩnh Hằng hét lớn một tiếng, nói. Không cần sợ, chỉ là hài cốt người chết mà thôi, trực tiếp đánh tan tiến lên. Hắn xuất thủ trước chém ra một đạo kiếm khí, kiếm thế cực kỳ mãnh liệt, trước khi khô lâu ra tay đã chém một khối xương ngực lớn xuống, phá ra một cái động. Xương cốt bốn phía vỡ vụn. Lý Vân Tiêu ở phía sau khen. Đệ tử Đao Kiếm Tông quả nhiên không giống bình thường, một kiếm này mạnh mẽ, Vũ Tông bình thường căn bản không dám chống lại. La Thanh Vân bốn người mỉm cười, vẻ mặt trêu tức. Bọn họ nghe vào tai còn tưởng rằng Lý Vân Tiêu đang giễu cợt Lưu Vĩnh Hằng. Kỳ thực bảy thế lực lớn có thể ngạo thị thiên vũ đại lục, nội tình không phải người bình thường có thể tưởng tượng nổi. Mặc dù là một gã đệ tử lăn lộn không nổi, phóng ở nơi khác trên đại lục cũng là tồn tại nổi bật. Sau khi Lưu Vĩnh Hằng ra tay thì bốn người còn lại cũng thi triển tuyệt chiêu, khô lâu chỉ giơ tay lên chém xuống một kiếm, cả thân hình bị đánh xuyên qua, hài cốt tan vỡ rơi xuống đất. Năm người đầy lãnh ngạo, thị uy với đám người Lý Vân Tiêu phía sau, liền tiếp tục tiến lên phía trước. Lý Vân Tiêu cười nói, có thể đi, cứ cho bọn chúng đi trước mở đường đi. Năm người này ở trong môn phái chắc chắn nhận hết khinh bỉ. Cho nên sau khi đi ra ngoài mới có cảm giác mình ưu tú. Ha ha! Bốn người đồng thời cười ha hả, vẫn đi theo phía sau. Sau khi đi qua con đường đầy hài cốt, lúc này lại đi tới cái vườn lớn, các loại kỳ hoa dị thảo nơi này đã hóa đá, linh khí đã không có, ngay cả thổ nhưỡng cũng đông cứng như thép, huyền binh cũng khó chém phá. Cái này! Lý Vân Tiêu rất đau lòng, kêu rên nói. Trời ạ! Những thứ này đều là cửu giai thiên tài địa bảo. Mẹ nó, ngày đó giết chóc lãng phí như vậy. Vườn thuốc rộng 3-4 mẫu trồng toàn cửu giai linh dược. Mấy người đều kinh ngạc đến ngây người, loại đại thủ bút này đã biến thành đá, trong nội tâm sinh ra áp lực không nói nên lời. Giống như người trúng số trị giá 500 vạn, thời điểm đi lĩnh thưởng thì có người nói cho người biết đã quá thời hạn, cảm giác này chẳng khác gì sống không bằng chết. Sắc mặt Lý Vân Tiêu âm trầm mẹ uốn chảy ra nước. Hắn là người hiểu rõ giá trị của những thiên tài địa bảo này nhất, nếu như dược liệu trong vài mấu này bị hắn hấp thu toàn bộ, chỉ cần không bạo thể mà vong, hắn có thể lập tức tiến giai cửu thiên vũ đế. Năm người phía trước dừng lại một lát, lại tiếp tục chạy về phía trước, đồ vật trên đường đi đã hóa đá, càng đi về phía sau thì càng tối, giống như đã là hoàng hôn. Qua chừng một chung trà sau, mọi người đi tới một cầu cầy. Phía dưới cầu là nước đen ngòm, nhìn qua cực kỳ tĩnh mịch. Cho người ta cảm giác sởn hết cả gai ốc, dường như trong nước không có gì cả. Thần thức Lý Vân Tiêu đảo qua, lập tức bị một lực lượng trực tiếp cắt đứt, cây cầu này che đậy thần thức.
năm vị, vì sao không đi lên? Tào Á Tinh nhìn qua năm người trước mặt một hồi, cũng cảm thấy đáy lòng sợ hãi, bắt đầu giật dây năm người kia tiến lên. Lâm Mộc liếc hắn một cái, cười lạnh nói. Ngươi cho rằng mình là ai? Bảo chúng ta tiến lên mở đường cho các ngươi. Cầu này ai muốn qua thì qua đi. Năm người bọn họ không ngốc, cây cầu và nước đen phía dưới tuyệt đối không đơn giản, chuyện không có nắm chắc, bọn họ tuyệt đối không làm. Làm sao bây giờ, cầu kia rất cổ quái, hơn nữa che đậy thần thức. Đi lên đó không biết gặp phải cái gì. La Thanh Vân nhìn qua Lý Vân Tiêu, nói. Ngươi có ý kiến gì không? Lý Vân Tiêu cười nói. Vị huynh đài này nói đúng, ai thích qua thì qua đi. Hừ, tất cả mọi người khinh thường chào phúng một tiếng, còn tưởng rằng hắn có cao kiến gì. Đặc biệt là năm người bảy đại phái, thời điểm đang định mỉa mai vài câu, đột nhiên một đồng tử mở ra, chỉ thấy Lý Vân Tiêu bước tới, trực tiếp đi lên cầu. Chi? 9 người nội tâm cả kinh, theo dõi hắn tiến lên, sợ bỏ qua bất luận chi tiết gì đó. Loại địa phương quái quỷ này, chỉ cần có thứ gì đó cũng đủ làm bọn họ chết không chỗ chôn. Bọn họ không biết Lý Vân Tiêu vì sao nắm chắc lại nhanh chân như vậy. Tiểu tử, người không sợ. Yêu Long vạn phần kinh ngạc, nếu như là Cổ Phi Dương lúc trước có thực lực nghịch thiên thì đương nhiên không sợ. Sợ có làm được cái gì? Ai cũng biết cây cầu này có nguy hiểm và cổ quái, không ai dám đi lên. Đến lúc đó kết cục nhất định là chờ thời gian chấm dứt, trực tiếp truyền tống ra khỏi Tu Di Sơn. Cứ như vậy đi ra ngoài thì sẽ không có cơ hội nữa. Ta nhất định phải nhìn bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện này có cái gì. Trong mắt Lý Vân Tiêu mang theo thần thái kiên quyết, hắn tiến lên rất nhanh. Đột nhiên khói đen bốc lên, biến hóa thành một quái thú cực lớn, lập tức muốn nuốt Lý Vân Tiêu vào bụng. Tản ra cho ta. Lòng bàn tay của hắn ngưng tụ chân khí, một chiêu đại phong vân trưởng đánh ra, mọi người cảm thấy có gió mạnh đảo qua nơi này, dường như thổi tan hắc khí và âm trầm đi một nửa. Khói đen lập tức bị chấn tan. Toàn bộ chìm vào trong nước. Lý Vân Tiêu đi thẳng về phía trước, trên đường đi cũng xuất hiện vài tình huống, nhưng mỗi lần đều bị hắn một chiêu đánh tan, dường như không có gì khó khăn. Nhưng càng như vậy thì càng làm hắn CN thận hơn. Đột nhiên dưới nước đen có tiếng gì đó truyền ra, giống như âm thanh nữ tử đang khóc truyền vào tai của hắn. Cảm giác buồn bực lan tỏa trong nội tâm của hắn. Như thế nào? Yêu Long dường như phát hiện tình hình của hắn không đúng. Vội hỏi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu biến hóa, nói. Ngươi có nghe tiếng nữ tử khóc hay không? Yêu Long cả kinh nói. Cẩn thận, vậy nhất định là tinh thần công kích. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng gật gật đầu, nói. Loại tinh thần công kích này rất đặc biệt, thậm chí tâm thần của ta cũng bị nó ảnh hưởng. Hiện tại trước mắt bắt đầu có ảo giác xuất hiện, ta đang ở trên phố xá sầm uất, ta thấy không rõ phương hướng. Yêu Long không thể tưởng tượng nổi cả kinh nói. Làm sao có thể, tinh thần công kích trên thiên vũ giới này không còn kẻ nào hơn ngươi cả. Ngay cả ngươi cũng bị ảnh hưởng, chẳng phải những người khác vẫn không tránh khỏi sao. Lý Vân Tiêu nhìn thấy vị trí của mình là phố xá sầm uất, chính là thủ đô Thiên Thủy Quốc, tuy hắn cực kỳ bảo trì tâm tình của bản thân, nhưng rất nhanh vẫn bị hoàn cảnh chân thật dẫn vào. Phi, ngươi phế vật này, cút xa ta một chút. Lam Phi đá một cước vào mặt của hắn, trực tiếp đá hắn bay vào góc tường. Sọ não đụng vào tường, máu tươi chảy ra ngoài. Ha ha! Bốn phía có tiếng cười vang, tất cả đều là con dòng cháu giống ở vương quốc, trên mặt mỗi người đều tươi cười tàn nhẫn. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy sau đầu thập phần đau đớn, hắn dùng tay bôi một cái, bàn tay lập tức trở thành màu đỏ tươi, hắn nhíu mày lẩm bẩm. Vì sao chân thật như thế, đây là ảo giác cơ mà. Ảo giác, ha ha, ha ha. Lam Phi cười ngửa tới ngửa lui, ôm bụng cười cười nói. Người tiểu tử này bị đánh ngốc rồi, vậy mà nói là ảo giác. Ha ha, mọi người cùng nhau xông lên, triệt để đánh hắn thành ngu ngốc đi. Một đám người cười vang xông lên, những tên con dòng cháu giống này tuy tuổi trẻ, nhưng tất cả đều có tập võ, nắm đấm cứng rắn như sắt. Mỗi một đấm đánh lên người đều đau đớn kịch liệt, Lý Vân Tiêu cắn răng, không có thốt ra một tiếng. Chỉ thấy hai mắt của hắn sáng như sao, vô cùng kiên định. Lam Phi đánh một hồi, kêu lên. Ánh mắt tiểu tử này thật sự làm cho người ta căm ghét, cầm kiếm tới, ta muốn móc mắt của hắn xuống. Lão đại, như vậy không tốt đâu. Đỗ Phong dường như hơi thấp thỏm nói. Tiểu tử này chính là cháu trai của Tĩnh Quốc Công,
móc mắt hắn, không dễ bàn giao với đại nhân đâu. Lam Phi kêu gào nói. Sợ cái gì, trời sập xuống có ta chống đỡ, kiếm. Lý Vân Tiêu nhìn qua ánh kiếm bóng loáng đâm tới mắt của mình, ánh mắt vẫn sáng ngời, không sợ chút nào. Tư. Lam Phi một kiếm cắm vào mắt trái Lý Vân Tiêu, bảo kiếm quá sắc bén đâm thấu qua não của hắn. A hát. Người bốn phía sợ hãi lui ra phía sau, loại tràng diện này bọn họ chưa từng thấy qua, bắt đầu run rẩy. Trong đầu Lý Vân Tiêu đau đớn kịch liệt, trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa, nhưng hai mắt vẫn mở to, hắn đau nhức run rẩy nói. Ảo giác thật mạnh, vậy mà kích thẳng tâm linh, chỉ có người tâm linh kiên nghị mới có thể vượt qua. Nguyên nhân thất bại không phải do ngươi quá yếu, mà là vì bản thân ta không phải Lý Vân Tiêu, mà là Cổ Phi Dương A Hát. Hắn nói hết lời, hai con ngươi của hắn hóa thành ánh trăng yêu dị, hình ảnh trước mắt vặn vẹo, Lam Phi, bảo kiếm, đường đi, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, lại trở lại trên cầu. Ngươi không sao chớ? Yêu Long vội vàng hỏi, vừa rồi hô vài lần, Lý Vân Tiêu vẫn không có phản ứng. Hiện tại phát giác tinh thần của hắn uể oải như thế, giống như tâm thần hao tổn lớn. Lý Vân Tiêu bụng mắt trái của mình, mồ hôi lạnh đầm đìa, lắc lắc đầu nói. Ta không sao, ảo thuật nơi này kích thẳng tâm linh, tránh cũng không thể tránh. Ta tính toán là thông qua, phía trước có lẽ không còn nguy hiểm nữa. Hắn lảo đảo tiếp tục đi về phía trước, quả nhiên rất nhanh đã thông qua cầu, thân ảnh bao phủ trong bóng tối. Tám người sau lưng trợn mắt há hốc mồm, trong đó trừ hắc khí tập kích ra, về sau Lý Vân Tiêu đứng thẳng bất động một hồi, sau đó lảo đảo như bị thương đi qua cầu. Cả đám người xem một hồi vẫn không rõ cái gì, dường như không có phát hiện tình huống nào cả. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể chính mình đi qua. Nếu Lý Vân Tiêu có thể thông qua, bọn họ không có đạo lý không đi qua. Lý Vân Tiêu qua cầu, thoáng nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục đi lên phía trước. Phía trước trở nên sáng hơn, đây là một mặt đất to lớn, ở cuối cùng có một chấm đen nhỏ, dường như là một tòa cung điện. Đó là nội điện Lăng Tiêu Bảo Điện sao? Lý Vân Tiêu nhìn thẳng nơi xa, thần thức quét tới quét lui vùng đất này, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Đây là nơi quỷ quay gì, tất cả không có phát hiện vấn đề nào cả. Lý Vân Tiêu mắng một câu, hắn bắt đầu đi tiến, vừa tiến lên một bước, thân thể lập tức biến sắc. Trận pháp trọng lực. Lý Vân Tiêu cảm thấy thể trọng của mình tăng lên gấp đôi có thừa, bị mặt đất hút lấy. Yêu Long kinh ngạc nói. Trận pháp trọng lực cũng không phải thứ cao thâm gì, bố trí nó ở đây có ý nghĩa gì. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đầy khó coi, nói. Nhưng thần thức của ta cũng không có phát hiện có trận pháp. Yêu Long cau mày nói. Điều này nói rõ cái gì? Lý Vân Tiêu thở ra, bắt đầu tiếp tục gian nan đi lên phía trước, nói. Nói rõ trận pháp trọng lực nơi này là hình thành tự nhiên, không phải trận pháp. Trong mắt của hắn bắn hào quang, nói. Nếu như ta đoán không sai, dưới mặt đất này chắc chắn có dị thổ tồn tại. Cái gọi là dị đất chính là thổ hệ nguyên tố biến dị, giống như thanh liên địa hỏa thuộc về hỏa hệ nguyên tố biến dị, đều là một ít nguyên tố mạnh mẽ. Lý Vân Tiêu đi mấy bước thì sắc mặt đại biến, cả kinh nói. Đây là thổ hệ nguyên tố gì? Trọng lực không ngừng gia tăng trùng trùng, hiện tại đã gấp 10 lần. Dùng tốc độ này, nếu đi tới đại điện trước mặt, há không phải có trọng lực ngàn vạn lần gia tăng lên người sao? Ai có thể đi qua? Yêu Long cũng cả kinh nói. Vậy làm sao bây giờ? Trọng lực ngàn vạn lần gia thân, trừ phi có thực lực bát hoang cảnh vũ tôn có thể lĩnh ngộ mở không gian bản thân. Nếu không dù thân thể mạnh hơn nữa cũng không thể ngăn cản được. Lý Vân Tiêu đang muốn nói cái gì, sau lưng truyền đến vài đạo khí tức, chính là Tào Á Tinh mấy người đi tới, nhưng mà không nhìn thấy bóng dáng của Hồng Nguyệt Đẳng Thiên Giác. Sắc mặt Từ Thanh vô cùng tái nhợt, cười khổ nói. Đặng huynh không nghĩ tới đã thân vẫn. Bốn người thế lực lớn sắc mặt khó coi, thông qua ảo giác với bọn họ mà nói là sinh tử một đường, vậy mà kích thẳng tam linh. May mắn những người này đều là thế hệ sát phạt quyết đoán, tâm tính vô cùng cứng cỏi, lúc này mới đại bộ phận thông qua. La Thanh Vân mở miệng nói. Lý Vân Tiêu, trên đất bằng này có gì dị thường hay không? Ta thấy thần sắc của ngươi dường như không đúng a. Trong lòng những người còn lại dùng mình, loại địa phương quỷ quái này, một bóng người cũng không có, tùy thời lại có khả năng vẫn lạc. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Chính các ngươi đi tới thì biết rõ. La Thanh Vân vẻ mặt hồ nghi,
thử cẩn thận đi tới một bước, trên mặt hắn đầy cổ quái. La huynh, như thế nào? Từ Thanh vội vàng hỏi. La Thanh Vân nhíu mày không nói, hắn đi thêm vài bước, đặt vị trí song song với Lý Vân Tiêu, sắc mặt của hắn đại biến, sợ hãi nói. Tại sao có thể như vậy? Sáu người còn lại nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể kiên trì đi tới, sau đó sắc mặt mỗi người khác nhau, kinh hãi không thôi. Dựa theo tốc độ điệp ra trọng lực này, còn chưa đi tới đại điện kia cũng đã bị áp thành thịt nát. Thần sắc Tào Á Tinh khó tin nhìn lên, nói. Ta biết rõ ở đây xảy ra cái gì rồi. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn qua hắn, Lý Vân Tiêu cũng kinh ngạc, hắn không nhìn ra vấn đề gì, đối phương vậy mà có thể biết, cũng quá kỳ quái. Nhưng thiên vũ giới to lớn, các thứ đồ vật kỳ lạ nhiều không kể xiết, mặc dù hắn đã từng là vũ đế cũng không có khả năng biết rõ. Tào Á Tinh cắn răng nói. Tức nhưỡng, trên vùng đất này nhất định có một khối tức nhưỡng. Bên trong huyết thần cung của ta cũng có một khối tức nhưỡng, cũng có hiệu quả giống như thế. Nhưng mà không có mạnh như vậy, khối tức nhưỡng này chắc chắn không nhỏ. Cái gì? Sắc mặt La Thanh Vân biến hóa, giật mình nói. Được xưng thai nghén vạn vật, đại địa chi mấu tức nhưỡng chi thổ. Những người còn lại cảm thấy đau đầu, loại vật này có lẽ đã tuyệt tích tại Thiên Vũ Đại Lục, vì sao nó lại xuất hiện ở nơi quỷ quái này? Tiểu tử, ngươi như thế nào? Yêu Long dường như phát giác được cảm xúc Lý Vân Tiêu bành trướng, vội vàng hỏi. Lý Vân Tiêu kiềm chế kích động trong lòng, truyền âm nói. Thì ra là tức nhưỡng chi thổ, kỳ chân bực này ta chắc chắn phải đạt được. Trong giới thần bi còn có ba vực giới chưa mở ra, nếu có thể chiếm được tức nhưỡng thì có thể làm trận nhãn thổ vực. Vật kia được xưng là vạn vật chi mẫu có thể thai nghén vạn vật A. Tương truyền thế gian là một đám hỗn độn. Thời điểm thiên địa sơ khai thì không có thứ gì cả. Mà trong hỗn độn thai nghén ra một tia ngũ hành thổ khí, dần dần thai nghén thành tức nhưỡng chi thổ, lúc này mới diễn biến ra đại địa, hình thành Thiên Vũ Đại Lục trước mắt. Bảo bối ngũ hành tạo ra thiên địa này, giá trị của nó không dưới Phượng Hoàng chân hỏa. Những người còn lại sợ hãi thán phục không thôi, tức nhưỡng tuy chân quý, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng không có tác dụng quá lớn, chỉ buồn rầu không thể thông qua khu vực này mà thôi. Dị quang trong mắt Tào Á Tinh không ngừng chớp động, hiển nhiên đã đánh chú ý lên tức nhưỡng. Lý Vân Tiêu thì tính toán trong lòng, thầm nghĩ, không thể ngờ huyết thần cung lại có tức nhưỡng, nếu không thể chiếm được ở nơi đây, lại đi huyết thần cung đoạt lấy. Huyết thần cung tuy không giống bảy đại thế lực uy hiếp thiên hạ, nhưng cũng là tồn tại rất mạnh, là một phương hào kiệt. Hơn nữa người trong tông môn tu luyện công pháp quái dị, tất cả đều dùng thiêu đốt huyết dịch làm đại giá, uy lực thập phần to lớn. Ít nhất dùng thực lực của hắn hiện giờ, trong thời gian ngắn không thể đi huyết thần cung cướp đoạt tức nhưỡng. Phệ hồn môn Lục Phong lại tiến lên trước một bước, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, khó coi nói. Chư vị có chủ ý gì không? Tiếp tục như vậy chỉ có thể tốn hao tại đây, ai cũng không thể đi qua bên kia. Từ Thanh nói. Hôm nay chỉ có tìm ra khối tức nhưỡng mới có thể phá vỡ cấm chế trọng lực nơi này. Đạo lý kia ai cũng biết. Nhưng vấn đề là làm sao tìm được. Mọi người trầm mặc một lúc, phệ hồn môn Lục Phong mới mở miệng nói. Ta ngược lại có biện pháp, nhưng mà phải tốn hao một kiện bảo bối chân quý của ta. Biện pháp gì? Những người còn lại nhìn qua hắn, đao kiếm tông Lưu Vĩnh Hằng cau mày nói. Đều thời điểm này vẫn còn giữ bảo bối gì? Chỉ cần có thể đi vào đại điện, bảo bối gì mà không chiếm được? Lục Phong dường như đang giãy giụa, nói. Muốn ta hao tổn kiện bảo bối này cũng được, nhưng đợi lát nữa đi vào trong nội điện, phải để cho ta là người lựa chọn bảo vật đầu tiên. Tất cả mọi người nhíu mày, dường như chuyện này làm cho mọi người khó tiếp nhận. Ai biết tình huống bảo vệ bên trong là thế nào, nhưng nếu như bên trong chỉ có một kiện bảo vật, cũng không thể để hắn chọn đi được. Cho nên thoáng cái không ai nói chuyện, trầm mặc không nói. Lục Phong nói, ta cũng biết tâm tư của mọi người. Nếu như bên trong có một kiện bảo bối, tự nhiên cần chia ra. Nhưng nếu có hơn 5 kiện bảo bối thì ta phải chọn trước. Tào Á Tinh hừ lạnh nói. Có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải phá vỡ trọng lực nơi này, nếu không thì tất cả chỉ là vọng tưởng. Những người còn lại đáp ứng. Lục Phong lúc này cúi người xuống, vén cánh tay phải lên, hình xăm đồ đằng xuất hiện, được chân khí của hắn rót vào, hình xăm trên cánh tay như chảy xuống. Rơi trên mặt đất lập tức hóa thành một chú chuột, không ngừng kêu xèo, xèo.
Kim Ngân thử. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Không đúng, hơi khác. Lục Phong giật mình nhìn hắn một cái, gật đầu nói. Ngươi cũng có chút ít kiến thức, đây là tồn tại cực kỳ đặc thù trong Kim Ngân thử, gọi là Kim Quang thử. Trời sinh có công năng tìm kiếm và thôn phệ dị bảo, gặp được bảo vật thì toàn thân nó sáng lạn, bảo vật. Cấp càng cao, Kim Quang càng mạnh, hơn nữa bảo vật có thần lực bảo hộ, có thể trực tiếp thôn phệ thần lực. Quả nhiên Kim Quang thử vừa chạm vào mặt đất thì toàn thân tỏa hào quang. Nó chạy quanh vài vòng, nhìn thẳng vào Vạn Tinh Cốc Lâm Mộc chạy tới, trên người Kim Quang rực rỡ. Sắc mặt Lâm Mộc biến hóa, trong nội tâm lộ ra vẻ khiếp sợ, vội vàng một cước đá ra. Lục Phong mỉm cười, nói. Trên người Lâm Mộc huynh có bảo bối khó lường a, Kim Quang thử của ta chỉ có mỗi lần gặp được đệ tử hạch tâm mới có thể tản mát ra hào quang như thế. Phệ hồn môn chính là một trong 7 đại siêu cấp thế lực, trong đó đệ tử hạch tâm có thể nghĩ, trên người không thiếu trọng bảo. Kim Quang thử nhìn thấy công kích, thập phần có linh tính né tránh, lại đảo qua người Tào Á Tinh, hào quang trên người càng mạnh. Lục Phong biến sắc, kinh ngạc nói. Trên người Tào huynh có bảo vật thật lợi hại a hát, hào quang mạnh như thế, ta chỉ nhìn thấy vài lần, hơn nữa chỉ nhìn thấy trên người trưởng lão tông môn. Những người còn lại nhìn qua Tào Á Tinh, trong nội tâm tất cả giật mình không thôi. Bảo vật mà trưởng lão phệ hồn môn mới có thể nghĩ nghịch thiên bao nhiêu. Tào Á Tinh sắc mặt trầm xuống, tức giận nói. Còn không mau đi phá vỡ trọng lực, người có tin ta một trưởng đánh chết nó không? Kim Quang thử dường như cảm nhận được sát khí của hắn, vội vàng xèo, xèo chạy đi, lần này lại chạy về phía Tiền Vô Địch. Tiền Vô Địch sớm có đề phòng, ở xa xa liền tỏa khí thế ra, Vũ Tông uy áp áp thẳng vào Kim Quang thử, làm cho nó không thể tới gần. Hắc hắc, Vô Địch huynh chính là đại công tử Kim Tiền Thương Hội. Trên người bảo bối sợ rằng đủ khiếp sợ thiên hạ a. Từ Thanh vẻ mặt trêu đùa. Tiền Vô Địch hừ lạnh một tiếng, không nói. Kim Quang thử bị Tiền Vô Địch ngăn cản ở xa xa, đành phải lắc lắc thân thể, lần này chạy tới Lý Vân Tiêu. Hào quang trên người của nó dần dần lập lòe, so với khi tới gần Tào Á Tinh càng chói mắt hơn, thời điểm nó đi tới gần Lý Vân Tiêu thì Kim Quang thử trở nên trong suốt, chỉ thấy một đoàn ánh sáng lập lòe như mặt trời, làm cho người khó có thể mở hai mắt ra. Chi, đây là xảy ra chuyện gì? Lục Phong quá sợ hãi nói. Loại hào quang này cho dù là trưởng lão trong môn vận dụng thánh khí, liên thủ thi triển kỳ thiên thần thuật cũng chưa từng thấy qua. Trên người của ngươi thậm chí có được bảo bối cường đại hơn thánh khí của phái ta. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, trong nội tâm tự đánh giá. Sắc mặt Tào Á Tinh càng vô cùng khiếp sợ, trên người hắn mang trọng bảo đã cảm thấy rất mạnh rồi, nhưng so sánh với Lý Vân Tiêu chẳng khác gì đom đóm tranh sáng với trăng. Lý Vân Tiêu cười khổ một tiếng, không thể ngờ Kim Quang thử lại thần kỳ như thế. Xem ra có cơ hội mình cũng nên đi nuôi một con, đến lúc đó xem ai bảo bối mạnh thì đi đoạt của kẻ đó. Lục Phong đặt hai ngón tay lên miệng, cũng kêu xèo, xèo trao đổi với Kim Quang thử. Kim Quang thử kêu xèo, xèo vài câu sau đó chạy thẳng tới hướng đại điện, vừa rời khỏi Lý Vân Tiêu thì hào quang ảm đạm lại, dần dần khôi phục nguyên trạng. Trên mặt Vạn Tinh Cốc Lâm Mộc lộ ra vẻ cổ quái. Lạnh lùng nói. Xem ra chúng ta cũng không cần đi vào nội điện tầm bảo cái gì, ta thấy đoạt của Lý Vân Tiêu đoán chừng cũng lời to rồi. Sắc mặt của những người còn lại khác nhau, người 7 đại phái ánh mắt bắn ra hào quang lập lòe, đang không ngừng suy nghĩ. Tào Á Tinh thì vẻ mặt hờ hững, dường như không có nghe thấy. Từ Thanh thì cười vui vẻ ý vị thâm trường, không biết đang nghĩ gì. La Thanh Vân thì vẻ mặt cười lạnh, Tiền Vô Địch càng không biểu tình. Lý Vân Tiêu vẻ mặt lạnh nhạt, lộ ra dáng lười biếng, dường như không quan tâm tới lời Lâm Mộc nói, ánh mắt vẫn nhìn qua Kim Quang Thử, nhìn nó tiến lên phía trước. Tốc độ Kim Quang Thử càng chạy càng chậm, trên miệng nhỏ phun ra hoàng sắc quang mang, đang không ngừng đào động, giống như thôn phệ cái gì đó. Tất cả mọi người kiên nhẫn nhìn xem, rất nhanh Kim Quang Thử đã đào xuống đất, thân thể trực tiếp chui vào bên trong. Lục Phong đại hỉ nói, nhất định là tìm được. Bắt đầu thôn phệ. Mấy hô hấp sau, Kim Quang thử lại chui ra từ nơi khác, làm cho mọi người ngạc nhiên không thôi là, thân thể của nó lại lớn hơn một vòng. Lâm Mộc cau mày nói. Lục huynh, đã xảy ra chuyện gì? Kim Quang thử chui ra thì tiếp tục đào đất, một lát sau nó lại chui ra từ nơi khác, thân thể càng to lên.
Lục Phong phát mộng, ngạc nhiên nói. Cái này, thân thể nó biến lớn vì thôn phệ thần lực của tức nhưỡng. Nhưng nó đảo tới đảo lui như thế ta chưa thấy qua. Từ Thanh nói. Có phải bởi vì rất nhiều tức nhưỡng giải ra không, cho nên nó tìm nuốt từng chút? Đúng, nhất định là như vậy. Lục Phong vỗ nắm đấm, bừng tỉnh đại ngộ nói. Từ huynh nói có lý. Tào Á Tinh lắc đầu nói. Không có khả năng, tức nhưỡng chi thổ là vật có tính dính cực mạnh, không có khả năng phân tán ra. Nếu như hai khối tức nhưỡng đặt cùng một nơi thì chắc chắn sẽ dính vào nhau, không phải lực lượng cường đại thì không tách ra được. Đối với tức nhưỡng hắn có quyền lên tiếng nhất, Lục Phong lập tức ngạc nhiên lần nữa, nhìn qua kim quang thử không ngừng chui ra chui vào, thể tích càng lúc càng lớn, luôn luôn có cảm giác không tốt sinh ra trong lòng. Lý Vân Tiêu chăm chú nhìn một hồi, trong lúc đó mở miệng nói. Ta hiểu rồi, khối tức nhưỡng kia cũng không ở nơi này. Cái gì, Vân Tiêu đại nhân có ý gì? Từ Thanh vội vàng hỏi, hắn biết rõ Lý Vân Tiêu thập phần không đơn giản, tuyệt đối không nói đùa. Lục Phong mỉa mai nói. Ngươi biết cái rắm, nếu không phải như vậy, kim quang thử của ta đang thôn phệ cái gì? Lĩnh vực trọng lực nơi này xảy ra cái gì? Trong lòng Tào Á Tinh hơi động một chút, nói. Y Lý huynh chẳng lẽ tức nhưỡng chi thổ ẩn nấp trong hư không, tại đây chỉ là thần lực của nó tỏa ra. Lý Vân Tiêu nói. Có thể nói như vậy, kim quang thử chui tới chui lui là vì không tìm ra tức nhưỡng. Nhưng theo ta thấy, cũng không phải trong hư không. Hắn chỉ một ngón tay nói. Khối tức nhưỡng có lẽ trong đại điện, bị người ta dùng trấn pháp chuyển đổi, mang thần lực truyền tống tới khu vực này. Chỉ cần có thể tiến vào bên trong thu hồi tức nhưỡng, lĩnh vực trọng lực này sẽ biến mất. Ha ha! Lâm Mộc cười ha hả, châm chọc nói. Nếu có thể tiến vào nội điện, còn cần phải đau đầu khi định phá lĩnh vực trọng lực này sao? Những người còn lại cười lạnh không thôi, giống như chìa khóa bị khóa sau cánh cửa. Chỉ cần đi vào lấy chìa khóa ra thì có thể mở cửa, đây quả thực chính là nói nhảm. La Thanh Vân cũng im lặng nói. Kính xin Vân Tiêu đại nhân nghĩ biện pháp đi vào trong lấy tức nhưỡng A. A hát, lúc này Lục Phong đột nhiên kêu rên một tiếng, chỉ thấy kim quang thử dường như thôn phệ thần lực quá nhiều, thân thể trở nên sáng ngời, hào quang màu vàng trên miệng nhỏ không ngừng lập lòe, vẫn tiếp tục cắn nuốt, cuối cùng nhất phanh một tiếng. Một lực lượng kỳ dị tràn ngập không khí, cuối cùng nhất lại chìm vào mặt đất. Kim quang thử của ta. Lục Phong thống khổ đấm ngực dậm chân, càng làm cho hắn thống khổ là, tổn thất trọng bảo như thế, lĩnh vực trọng lực còn chưa pha được. Như vậy kiện bảo bối hứa hẹn cũng không còn, những người còn lại hả hê nhìn hắn, nộ dáng rất thoải mái. Nhưng sau khi thoải mái thì khổ sở, bởi vì không thể vào nội cung rồi. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói. Ta cũng có một kiện bảo bối, dường như có thể phá giải nan đề này. Nếu như cởi bỏ, bảo vật bên trong ta muốn một kiện, chư vị định như thế nào? La Thanh Vân lập tức đại hỉ nói. Tự nhiên, hắn biết rõ tính cách của Lý Vân Tiêu, nếu không nắm chắc thì hắn không mạnh miệng như vậy. Lý Vân Tiêu lấy một khối tinh thạch màu đỏ ra, ánh sáng lập lòe, dường như còn có tiếng tim đập từ trong tảng đá truyền ra. Đây là... người bốn phía khiếp sợ. Nhao nhao vô ý thức thối lùi mấy bước. Tảng đá kia có yêu khí truyền ra, vậy mà làm cho bọn họ hoảng sợ, bắt đầu cảnh giác. Ồ, đây không phải trái tim của tiểu thạch sao? Sao ngươi bắt được? Yêu Long cũng cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Tiểu thạch, Lý Vân Tiêu cười nói. Ha ha, cái tên thật không tệ. Hắn điểm nhẹ một cái, vài khoa đầu văn màu vàng bay ra. Bang bang, trái tim đập mạnh. Dường như đang phản kháng cái gì đó, yêu lực càng bành trướng, uy áp như núi, người bốn phía lại lui vài bước. Lý Vân Tiêu vẻ mặt lạnh nhạt, tiếp tục thi triển ấn quyết, rất nhanh trái tim khôi phục bình thường, yêu khí cũng thu nạp trở về. Yêu Long đại hỉ nói, tiểu thạch này thực lực bất phàm, chính là vương giả trong thạch thú, hơn nữa tiềm năng tiến hóa rất lớn. Hiện tại bị ngươi thu phục, nó sẽ là trợ thủ đắc lực cho ngươi trước khi khôi phục thực lực. Lý Vân Tiêu ném thạch chi tâm ra ngoài, trực tiếp rơi trên mặt đất. Dường như cảm nhận được lực lượng gì đó, thạch tâm chi hưng phán lên, nhảy bang bang. Càng mãnh liệt hơn lúc trước, nhưng loại nhảy lên này không mang theo ý phản kháng, mà là tràn ngập vui sướng hưng phấn. Đã xảy ra chuyện gì? Lục Phong quá sợ hãi nói. Lý Vân Tiêu, ngươi ném cái gì thế? Sắc mặt La Thanh Vân khẽ biến nói.
hẳn là trái tim yêu thú nào đó, yêu lực thật cường đại, ít nhất hẳn là cấp bậc vũ hoàng. Tim yêu thú cấp vũ hoàng. Đồng tử mọi người co lại, trên người Lý Vân Tiêu quả nhiên không ít bảo bối. Yêu long đột nhiên kêu lên. Nó đang triệu hoán thổ nguyên tố, nhưng tại đây đại địa quá cứng rắn, nó không triệu hoán được. Đồng tử Lý Vân Tiêu ngưng lại, nhẹ nhàng cười nói. Đã như vậy, vậy trợ nó một tay đi. Hào quang lóe lên trong tay, tử ảnh thanh tác kiếm lập tức hiển hiện, tản mát khí vận cường đại còn trên cả thạch chi tâm. Đây là bảo bối gì? Người bảy đại phái lại giật mình, khó trách kim quang thử tỏa ra hào quang trong suốt trên người của hắn, một kiện cường đại hơn một kiện. La Thanh Vân cùng Tào Á Tinh tâm thần đại chấn, tử ảnh thanh tác kiếm là đoạt từ Lữ Thanh Thành cùng chiến phàm, hai người hao hết tâm tư mới có thể làm được song kiếm hợp bích, hơn nữa độ phù hợp thập phần thấp. Nhưng bây giờ ở trong tay Lý Vân Tiêu biến thành chỉnh thể nghiêm chỉnh, không có cảm giác không thích hợp chút nào. Kiếm quyết thần quang. Lý Vân Tiêu giơ tử ảnh thanh tác kiếm lên, hắn tùy ý múa may, nhẹ nhàng chém xuống, một đạo kiếm ảnh màu tím từ trên trời xẹt xuống. Thật giống như ở chân trời cơ ơ ngôi sao màu tím ẩn hiện. Cả đại địa dưới một kiếm này vỡ ra một lỗ lớn, như đất đá dưới chân mọi người nứt ra, rất nhiều đá vụn bay ra ngoài. Tất cả mọi người bị kiếm uy này chấn nhiếp, sắc mặt đám người La Thanh Vân còn khá tốt, bọn họ dù sao được nhìn thấy Lý Vân Tiêu ra tay. Lục Phong bốn người khiếp sợ há to miệng, đây là thực lực của Vũ Vương sao? Ầm ầm, thạch thú vui sướng, rất nhiều hòn đá hội tụ về phía nó. Trái tim không ngừng áp xúc tạo thành thân thể mới. Cả quá trình chỉ diễn ra vài hô hấp, thân hình đầy rực rỡ hiện ra, nó chỉ cao hơn 2 mét, nhưng cho Lý Vân Tiêu cảm giác nó còn cường đại hơn thớ hình như núi trước kia nhiều lắm. Mặt đất nơi này hấp thu khí tức của tức nhưỡng không biết bao nhiêu năm tháng, đã không phải là thổ nhưỡng bình thường. Tiểu thạch nhân họa đắc phúc, chờ nó hoàn toàn hấp thu khí tức tức nhưỡng này, sợ rằng có tiến giai cửu thiên cảnh cũng không thành vấn đề. Yêu long nội tâm cảm khái, cao hứng cho nó. Thạch thú hoàn thành gây dựng thân hình, liền đi nhanh về phía đại điện. Trọng lực của tức nhưỡng cũng có hiệu quả với nó, nhưng năng lượng chính diện làm thân thể nó không ngừng áp xúc, cao 2 mét biến thành 1 mét, rất nhanh lại có nhiều hòn đá bay tới, áp xúc lần nữa, lặp lại nhiều lần như thế chẳng khác gì đang tu luyện, làm cho thân thể của nó càng tinh thuần hơn. Tất cả mọi người cảm có hy vọng, tất cả đều vừa mừng vừa sợ hãi. Mừng là mọi người thông qua, chỉ cần thu tức nhưỡng là có thể đi qua. Sợ hãi là yêu thú cường đại như thế, nếu như nghe Lý Vân Tiêu chỉ huy thì bọn họ có liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Ngay vào thời điểm mọi người tâm thần bất định, thạch thú một quyền đánh nát cửa đại điện, tiến vào bên trong. Một lát sau, mọi người chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, lĩnh vực quả nhiên biến mất, cả đám vui mừng quá đỗi, vội vàng chạy về phía nội điện, rất sợ bị những người khác nhanh chân đến trước. Đây là... Mọi người vừa tiến vào nội điện thì khiếp sợ. Nội điện có hào quang bắn ra bốn phía, vài món bảo vật bắn ra hào quang vô cùng kinh người. Mỗi một kiện đều chấn động kinh người, có thể làm người ta tim đập nhanh không thôi. Tổng cộng 5 kiện bảo bối, kiếm, trung, thương, kính, khải, phân bố bốn góc và trung ương. Ở giữa bảo kiếm là một tử đỉnh tỏa hương khí nồng đậm, tràn ngập cả đại điện. Bốn phía trên mặt đất tử đỉnh tràn ngập đường vân màu vàng, không ngừng có hào quang lưu chuyển, giống như là trận pháp thật lớn. Mà lúc trước thạch thú tiến vào đang tựa vào đại đỉnh, bộ dáng kia lộ ra vẻ thập phần ngốc và buồn cười, dường như bị cái gì hút không thể động đậy. Ọt ọt, La Thanh Vân nuốt nước miếng, cả kinh nói. Cái này, đây là trận pháp. Tất cả mọi người cả kinh trợn mắt há hốc mồm, không thể ngờ nội điện tu di thần cung cũng chỉ là một tòa trận pháp. Hơn nữa duy trì tòa trận pháp vận chuyển chính là năm kiên cửu giai huyền khí. Ánh mắt mọi người cuồng nhiệt nhìn qua đống bảo bối kia. Huyền khí có khí vận và đạo vận cổ xưa lưu chuyển, đây tuyệt đối là cửu giai huyền khí không thể nghi ngờ. Một lần vậy mà xuất hiện năm kiện cửu giai huyền khí, cho dù trên thiên vũ đại lục cũng là tồn tại phượng mao lân giác. Cho dù là cường giả cửu thiên vũ đế cũng chưa chắc có được. Bất luận một kiện cửu giai huyền khí nào hiện thân trên đại lục, chắc chắn sẽ có gió tanh mưa máu hiện ra. Mà giờ khắc này, thoáng cái xuất hiện 5 kiện bày ra trước mặt mọi người. Thoáng cái cả đám dục dịch, kích động không thôi. Lý Vân Tiêu đột nhiên quát. Dừng lại cho ta, đừng quên ta chọn trước. Tất cả mọi người lập tức dùng mình, lửa giận vô danh xông lên đầu nhìn qua hắn.
Cửu giai huyền khí tổng cộng 5 kiện, mà người ở đây có 9 người. Chê cười, tổng cộng mới 5 kiện huyền khí, người đừng hy vọng cầm. Lục Phong là người đầu tiên phản đối. Sắc mặt Tào Á Tinh cũng vô cùng âm lãnh, nói. Nếu có đủ 9 kiện, cho người tới trước cũng chẳng sao. Lần này La Thanh Vân cũng đứng ở bên phản đối, toàn thân cảnh giác. Đợi lát nữa nếu đấu võ tuyệt đối sẽ kinh thiên động địa, cả nội điện đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn đã làm tốt chuẩn bị ra tay đoạt bảo. Từ Thanh cũng tỉnh táo lại, nói. Đúng vậy, 5 kiện huyền khí 9 người phân, hắc hắc, thú vị a. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào phía trước, ánh mắt chớp động không thôi nói. 5 kiện huyền khí các ngươi cầm lấy đi, ta không muốn. Cái gì? Tất cả mọi người giật mình, La Thanh Vân ngạc nhiên nói. Ngươi nói thật. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Tự nhiên. Hắn tự tay chỉ vào phía trước nói. Ta muốn là tử đỉnh kia. Đồng tử mấy người co rút lại, nhao nhao nhìn qua tử đỉnh, bọn họ chỉ lo nhìn 5 kiện huyền khí, ngược lại quên đi tử đỉnh, xem ra 5 món huyền khí này vô cùng có khả năng do cái đỉnh này luyện thành, giá trị tuyệt đối còn trên cả 5 món huyền khí. Không được, tử đỉnh này vừa nhìn là biết vật phi phàm, sao có thể cho ngươi cầm. Lục Phong đầu tiên phản đối nói. Vậy cũng là một kiện huyền khí, 6 kiện 9 người phân, phải thương lượng biện pháp. Không sai. Hào quang trong mắt Tào Á Tinh bắn ra ngoài, nói. Nhìn bộ dáng thạch thú bị tử đỉnh chấn áp, khối thức nhưỡng vô cùng có khả năng ở trong tử đỉnh. Trảm yêu. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, khí thế bắn ra, sát ý khủng bố, hắn không nói hai lời, tử ảnh thanh tác kiếm trong tay rút ra khỏi vỏ. Một đạo long ảnh gào thét trên không trung, giống như quần ma dương nanh múa vuốt, lâm không cuồng loạn bắn ra kiếm quang ngập trời, chém thẳng về phía trước. La Thanh Vân, Tào Á Tinh còn có Tiền Vô Địch đồng tử đều co rút lại, hoảng sợ toàn thân rét run, một kiếm này bọn họ vừa lĩnh giáo không lâu, đúng là long hồn thi triển trảm yêu. Hơn nữa nhìn kiếm khí hóa long kia, bộ dáng giống như đúc yêu long a hát. Làm sao có thể, đầu óc của hai người ông vang lên. Chẳng lẽ hắn thu phục yêu long làm kiếm linh? Suy đoán này chẳng khác gì quả bom nổ trong đầu bọn họ, đầu óc của bọn họ trống rỗng. Không nói tới hắn làm cách nào thu phục yêu long, đây chính là tồn tại cửu giai A, lại phối hợp cửu giai tử ảnh thanh tác kiếm, còn có trảm yêu kiếm quyết của Cổ Phi Dương, những thứ này tổ hợp cùng một chỗ, mọi người ở đây ai có thể địch nổi. Lục Phong như rơi vào hầm băng, thân thể toàn thân lạnh giá, dưới kiếm thế này hắn cảm giác tử vong rất rõ ràng. Không cam lòng bó tay chờ chết, hắn hét to một tiếng, vận chuyển lực lượng toàn thân tới mức tận cùng, một cây gậy màu vàng hiện ra trong tay, ngăn cản kiếm quang này. Oanh! Kiếm thế không thể địch nổi, tuy Lý Vân Tiêu chỉ có tu vị nhất tinh vũ vương nhưng trong tay lại có kiếm và kiếm linh khủng bố, một kiếm trảm yêu này đừng nói Lục Phong chỉ là vũ tông loại kém, dù là vũ tông đỉnh cấp cũng chết, hắn bay ra xa trăm mét, thân thể bị kiếm quang đánh tan thành mây khói. Chi! Ba tên của 7 đại phái Zsun, vội vàng rút binh khí ra tạo thành trận hình, vẻ mặt tái nhợt nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, trên trán mồ hôi lạnh đàm đìa. Mặc cho bọn họ có chuẩn bị như thế nào, cũng không nghĩ tới Lý Vân Tiêu lại cường đại như thế, một kiếm đã diệt Lục Phong. Thực lực của bọn họ sàn sàn Lục Phong, mặc dù là liên thủ thì nội tâm vẫn sợ hãi, một chút ấm áp trên người cũng không có. Lý Vân Tiêu không đếm xỉa tới thu hồi trường kiếm, nói. Chư vị không cần khẩn trương, tên vừa rồi nói nhiều người cháo ít, ta chỉ cần giảm bớt người xuống là được rồi. Hiện tại tốt rồi, 8 người 6 kiện bảo bối, so với lúc trước dễ phân hơn một chút. Ánh mắt của hắn nhìn qua tất cả mọi người, lạnh lùng nói. Hiện tại ta muốn tử đỉnh này, ai có ý kiến không? La Thanh Vân trầm giọng nói. Ta không có ý kiến, đã như vậy ta sẽ lấy trường thương. Vào lúc mọi người chưa kịp phản ứng thì thân thể của hắn lướt qua, bay thẳng tới chiến thương trên đại đỉnh. Một đạo hào quang trên đại đỉnh bắn ra ngăn cản La Thanh Vân. Trong mắt của hắn bắn ra một đạo yêu khí, thân thể vào giờ phút này sinh ra biến hóa, 5 ngón tay trở nên vô cùng lợi hại, đánh ra một quyền, lập tức đánh đạo hào quang kia trở về, hắn thừa cơ thu lấy trường thương sau đó lui ra phía sau. Trường thương phát ra từng âm thanh kêu to. Giãy giụa trong tay La Thanh Vân muốn thoát thể bay ra ngoài. Khí linh. Tất cả mọi người cả kinh, dĩ nhiên là huyền khí có khí linh. Huyền khí muốn sinh ra khí linh ít nhất cũng là bát giai.
Nhìn trường thương này tỏa ra khí vận phong cách cổ xưa, xác nhận là cửu giai không thể nghi ngờ, lúc này nội tâm mọi người cuồng nhiệt không thôi. Muốn đi, hừ. La Thanh Vân lãnh ngạo mang theo thần thái ngoan lệ, thân thể triệt để yêu hóa, lực lượng mạnh mẽ rót vào trấn áp khí linh trong trường thương. Thậm chí có long chi huyết mạch. Yêu long kinh hô liên tục, nó cũng cảm nhận được huyết dịch chi lực, nhưng mà không quá tinh khiết, nói. Long huyết của ngươi là lấy trên người của tiểu tử này đúng không? Lý Vân Tiêu nhếch miệng cười cười, nói. Muốn tìm người có long huyết quá ít, về sau chế tạo thân hình cho ngươi còn cần nhờ huyết dịch của hắn đấy. Yêu long nghe xong, trầm mặc không nói, dường như đang suy nghĩ gì đó. Giờ phút này trường thương trong tay La Thanh Vân từ dãy giụa kịch liệt đã dần dần an tĩnh lại, dường như thần phục dưới yêu lực của hắn. La Thanh Vân vội vàng ngồi xếp bằng xuống, mang thần thức lạc ấn đánh vào, thu nhập trong cơ thể bắt đầu luyện hóa. Năm người còn lại nhìn chằm chằm vào bốn kiện bảo vật, hơn nữa những người còn lại đã có chú ý, rất sợ có người ra tay cướp đoạt. Giờ phút này chỉ còn một kiếm, một chiến giáp, một bảo kính, một chuông lớn đang xoay tròn, linh khí kinh người. Tào Á Tinh hai tay ôm ở trước ngực, ung dung nói. Muốn đoạt bảo, nhất định phải bằng thực lực mới được. Lý Vân Tiêu cầm đỉnh ta không có ý kiến, La Thanh Vân cầm thương, ta cũng không có ý kiến. Năm người các ngươi ai muốn lấy thứ gì, ta đều có ý kiến. Từ Thanh cao mày nói. Ý ngươi là, có tư cách cầm vật tiếp theo chính là ngươi sao? Trong mắt Tào Á Tinh bắn ra thần thái kiêu ngạo, lạnh lùng nói. Tự nhiên, không phục, có thể đi lên thử một lần. Trên mặt tiền vô địch âm lãnh, cười nói. Có ý tứ, Tào huynh vận dụng phần huyết đại pháp, ta muốn nhấm nháp một phen. Hai người một trước một sau vây Tào Á Tinh vào giữa, hào khí căng thẳng. Hừ, ba người chúng ta cũng không phục. Lưu Vĩnh Hằng cười lạnh không thôi, nói. Luận môn phái, huyết thần cung tính toán cái gì? Luận thực lực, hắc hắc, ba người chúng ta đều muốn thử xem. Tào Á Tinh mỉa mai nói. Các ngươi muốn cùng tiến lên sao? Lưu Vĩnh Hằng cười lạnh nói. Như thế nào, sợ? Đây không phải đấu lôi đài sâu lâu với nhau. Ít một người thì chỗ tốt của mọi người sẽ nhiều hơn. Chư vị định như thế nào? Lâm Mộc cùng Cảnh Thu đều vui vẻ gật đầu, tuy bảy đại phái bọn họ không vừa mắt kẻ khác, nhưng cộng đồng đối ngoại vẫn có sự ưu việt cao cao tại thượng. Từ Thanh nhướng mày, cười nói. Ta cũng muốn A Hát, nhưng thực lực Tào Á Tinh không tầm thường, ta sợ bị hắn giết mất. Tiền vô địch thì cười nhạo nói. Liên thủ với mấy cặn bã các ngươi sao? Thật chê cười. Lưu Vĩnh Hằng cười lạnh liên tục nói. Đã như vậy, vậy ngươi cứ đứng một bên nhìn là được, nhưng mà muốn nhặt tiện nghi, sợ là không có đơn giản như vậy. Hắn đã đánh ý kiến hay, chờ giải quyết Tào Á Tinh, lại giết Từ Thanh cùng tiền vô địch. Như vậy ba người bọn họ sẽ có một bảo bối. Lý Vân Tiêu, ngươi làm cái gì? Tào Á Tinh đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn giơ tay lên đánh ra một đạo ánh sáng đỏ vào trận pháp. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu đang đứng ở góc đánh ra mấy pháp quyết, hắn trực tiếp thu huyền khí hình chung lại. Hào quang trong đại điện ảm đạm vài phần, trận pháp vận chuyển dường như bị ảnh hưởng, trở nên ảm đạm đi rất nhiều. Lý Vân Tiêu cười ha hả, hắn lách mình né tránh Tào Á Tinh công kích, bay thẳng tới kiện huyền khí khác chiến giáp. Trong miệng cười to nói, ai có thời gian rỗi mà phân bảo vật với các ngươi? Giận A Hát, sáu người khác đều giận tím mặt. Rốt cuộc bất chấp động thủ, không ngừng tiến lên. Năm kiện huyền khí giờ phút này còn lại ba kiện, Lý Vân Tiêu đã bắt được kiện áo giáp, bắt đầu luyện hóa. Tào Á Tinh lập tức hóa thành một đạo huyết quang, tốc độ cực nhanh phóng thẳng tới thanh bảo kiếm, cũng giống như La Thanh Vân bị lực lượng cản lại, nhưng hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, trong tay huyết đao chém ra, thu bảo kiếm vào tay. Năm người khác khẩn trương, cùng phóng thẳng vào tử đỉnh và cái gương ở trung tâm. Tiền vô địch trực tiếp ném tiền tài ra ngoài, chúng phóng đại trên không trung, muốn bao bảo vật lại. Từ Thanh vẻ mặt vẻ thận trọng, hắn biến thành vài đạo tàn ảnh, một quyền đánh vào tiền tài, lập tức chấn bay tiền tay, muốn thu bảo kính. Hừ, muốn chết. Tiền vô địch hai trưởng bắn ra hào quang rực rỡ, hai đạo quyền ảnh tỏa ra trên không trung, bỗng nhiên hợp hai làm một giống như núi cao áp Từ Thanh. Sắc mặt Từ Thanh ngưng tụ, trong tay huyễn hóa ra một thanh ngọc xích. Hàn khí bức người đánh thẳng vào quyền ảnh, chung quanh bảo kính bắn ra hào quang vạn trượng, dường như vô cùng vô tận, tầng tầng điệp ra.
Lưu Vĩnh Hằng ba người kinh hãi, vốn có ý định tranh đoạt bảo kính, lại nhìn thấy hào quang phô thiên cái địa đánh xuống, mỗi đạo đều vô cùng chân thật, mang theo hàn ý thấu xương làm cho bọn họ có cảm giác rét run, vội vàng cải biến phương hướng lao về phía tử đỉnh. Thạch thú thân thể tu lớn đang ngây ngốc trên tử đỉnh, vẫn không nhúc nhích, thật giống như đã chết. Bắt đầu ba người còn hết sức kiêng kỵ, nhưng đã không có lựa chọn khác, chỉ có chọn tử đỉnh và xông tới. Ti, đây là... Ba người đều thất kinh, chỉ thấy thạch thú chôn đầu vào tử đỉnh, cơ hồ tiến vào giữa tử đỉnh, trên vẻ mặt của nó đầy thống khổ. Há miệng lớn ngậm một khối thâm trầm vào miệng, tản mát ra khí vận nặng nề, cả thân thể lắc lư. Tức nhưỡng. Lưu Vĩnh Hằng nghẹn ngào kêu lên, trong đôi mắt bắn ra hào quang tham lam. Thì ra thạch thú dọc theo khí tức nhưỡng tiến lên, muốn một ngụm nuốt vào, kết quả bị tức nhưỡng định trụ, thống khổ đứng ở trên tử đỉnh. Giá trị của tức nhưỡng to lớn, còn trên cả cửu giai huyền khí. Hắn lúc này dẫn tới La Thanh Vân và ba người khác chú ý, cũng trước tiên xông lên. Tiền vô địch cùng Từ Thanh đánh nhau túi bụi trên tử đỉnh, tuy trong nội tâm run sợ, nhưng hoàn toàn không phân thần ra được. Lâm Mộc cùng Cảnh Thu càng là không nói hai lời, lập tức chộp vào miệng thạch thú. Đột nhiên một đạo ánh sáng bắn ra khỏi miệng thạch thú, khối tức nhưỡng trở nên sáng ngời, hào quang bắn ra bốn phương tám hướng. Làm cho hào quang trận pháp trong đại điện ảm đạm càng yếu đi, tất cả mọi người đều cảm nhận được đạo vận bao la, giống như đại địa trầm ổn đang tỏa ra bốn phía. Hào quang vạn trượng bắn ra từ tức nhưỡng, cả đại điện sáng ngời, tất cả mọi người cảm giác bị một lực lượng khổng lồ trấn áp, toàn thân khó có thể nhúc nhích mảy may, dường như ngay cả trái tim vào lúc này cũng ngừng đập, cả thế giới đều bất động. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, hào quang dần dần tiêu tán, dường như trong vô tận năm tháng đạt được phóng thích. Cả đại điện khôi phục dáng vẻ bình tĩnh. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người trong lòng khó hiểu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tử đỉnh. Phản ứng đầu tiên chính là Từ Thanh, hắn thừa lúc Tiền vô địch phân tâm thì nhanh chóng đoạt bảo kính, trực tiếp thu nhập vào trong túi mình. Ngươi! Tiền vô địch cả kinh, nhìn vẻ mặt vui vẻ của Từ Thanh, giận dữ xông lên, tiếp tục chiến đấu tiếp. Lưu Vĩnh Hằng ba người cũng phục hồi tinh thần lại. Vội vàng ra tay tranh đoạt khối tức nhưỡng. Lúc này thạch thú cắn một cái, yêu khí tỏa ra ngăn cản thủ thế của ba người. Khối tức nhưỡng cũng bị nó nuốt vào trong bụng. À! Ba người lập tức há hốc mồm, mà La Thanh Vân cùng Tào Á Tinh đang chạy tới cũng ngây ngốc, nhìn bộ dáng vô cùng yêu dị của thạch thú, không biết nên ra tay thế nào. Mà Lý Vân Tiêu sững sờ, sau đó cười ha hả, nói. Chư vị, thật sự xấu hổ, khối tức nhưỡng đó tại hạ thu rồi. Đã như vậy, tử đỉnh này quy ta. Trong mắt Tào Á Tinh bắn ra hàn ý, vung tay lên có huyết kỳ bắn ra ngoài, trực tiếp bao phủ trời cao, biến mặt đất thành biển máu, bao phủ tử đỉnh và thạch thú. Còn có Lưu Vĩnh Hằng ba người vào trong. Lưu Vĩnh Hằng ba người đang muốn lấy đỉnh, đột nhiên nhìn thấy huyết quang trùng thiên, chỉ cảm thấy trong huyết kỳ có rất nhiều oán khí và huyết khí tỏa ra, trong nháy mắt đã bao phủ ba người vào trong đó, lập tức kinh hãi nói. Không tốt. Hung vật thế lớn, mọi người liên thủ phá giải. Lưu Vĩnh Hằng hét lớn một tiếng, rút trường kiếm ra chém vào huyết quang trùng thiên, kiếm quang hóa thành thiên thiên vạn vạn, lập tức chém chung quanh tạo ra một lối đi, làm cho oán khí và biển máu không thể tới gần. Lâm Mộc cầm một cối xay trong tay, nó hóa thành núi nhỏ trên không trung, lại rơi xuống chấn biển máu tách ra, công kích thẳng vào huyết kỳ. Hai tay Cảnh Thu không ngừng oanh kích, từng đạo hàn khí bắn ra làm nhiệt độ chung quanh hạ xuống. Đông cứng một phương không gian, quyền uy ngưng kết thành quyền ảnh to lớn đánh thẳng vào Tào Á Tinh. Ba người đều xuất thân thế lực siêu cấp, tuy ngày bình thường mắt cao hơn đầu, nhưng thân thủ vẫn bất phàm. Liên thủ càng trực tiếp khắc chế Tào Á Tinh, lập tức chiếm cứ thượng phong. Phần huyết đại pháp, huyết hải trùng thiên. Sắc mặt Tào Á Tinh biến hóa, thân thể của hắn đỏ bừng, thân thể hóa thành một đạo huyết quang tiến vào trong huyết kỳ. Cảnh Thu dùng quyền ảnh hàn băng đánh tan huyết khí bên dưới, biển máu sôi trào lên, không ngừng tiến thẳng về phía hắn. Giờ phút này hóa thành huyết thân thật lớn, một chưởng đánh xuống tầng mây tách ra bao phủ Lưu Vĩnh Hằng. Không tốt, kiếm hóa vạn đạo. Lưu Vĩnh Hằng cắn răng một cái, kiếm khí phóng lên trời, muốn phá vỡ một chưởng này. Oanh! Hai lực lượng va chạm vào nhau, Lưu Vĩnh Hằng phun một búng máu bay ra ngoài, toàn thân bị thương. La Thanh Vân cười lạnh không thôi, thân ảnh xuyên qua huyết kỳ, vậy mà đi tới trước mặt tử đỉnh,
trưởng như cối xay chụp thẳng vào Tử Đình. Lý Vân Tiêu thu chiến giáp lại, lăng không đi tới, miệng quát. Tiểu Thạch, giết hắn. Thạch thú nhận được lệnh, trong mắt ngâm đen bắn sát khí ra ngoài, một quyền đánh thẳng vào La Thanh Vân. Nhưng cả thân thể đang không ổn, dường như sau khi nuốt tức nhưỡng thì thoát lực. Tuy là vũ hoàng nhưng một quyền này không có bao nhiêu lực lượng. Dù vậy La Thanh Vân cũng hoảng sợ né tránh. Một quyền của vũ hoàng, cho dù hắn có chân long pháp thân cũng không dám đón đỡ. Lý Vân Tiêu mượn cơ hội tiến lên vài bước, đi tới trên Tử Đỉnh, mấy khoa đầu văn chấp động trên tay ấn xuống Tử Đỉnh. Ngươi đã được hai kiện, còn có tức nhưỡng, lại còn có lòng tham, đáng chết. Tào Á Tinh nổi giận, vùng vẩy huyết kỳ trong tay đánh vào người Lý Vân Tiêu, huyết kỳ bắn ra huyết khí và oán khí vô cùng vô tận, giống như muốn hóa nơi này thành địa ngục. Lý Vân Tiêu dường như bỏ qua công kích này, mà là đồng tử bỗng nhiên nhìn vào Tử Đỉnh, hắn như nhìn thấy chuyện kinh khủng nhất. Thần sắc trở nên hoảng sợ. Thạch thú suy yếu ngẩng đầu lên, nhìn huyết kỳ đánh xuống, dựa vào khí lực hét lớn một tiếng, vung nắm đấm nện qua. Thân thể khổng lồ nhảy dựng lên tới trước người Lý Vân Tiêu. Oanh! Biển máu đánh lên người thạch thú, yêu thú vũ hoàng không ngừng bị nện vỡ, thân thể sụp đổ tách thành đá vụn lăn xuống. Rất nhiều hòn đá dãy dụa hội tụ lại, muốn lần nữa tổ thành hình người, nhưng làm cho bọn họ không nghĩ tới là chỉ đáp thành một đống đá chồng chất, chậm rãi di động về phía Lý Vân Tiêu. Tào Á Tinh cũng sững sờ, không thể ngờ một kích của mình đánh tan yêu thú vũ hoàng, làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hắn vung vẩy huyết kỳ nhanh chóng, biển máu lại đánh thẳng vào Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cũng không quan tâm chuyện sau lưng, mà là nhìn chằm chằm vào đại đỉnh, trên đỉnh bắn ra hào quang khiếp người, từng khoa đậu văn khó hiểu bắn ra chung quanh, dường như đang trần thuật chuyện cũ. Biển máu lập tức vọt tới, hình thành một gương mặt khổng lồ, cái miệng mở ra muốn nuốt Lý Vân Tiêu. Trong này trên Tử Đỉnh tỏa ra ý vận cổ xưa, những hào quang bốn phía trở nên mạnh mẽ, giống như có tức nhưỡng lúc trước, nó tỏa ra bốn phương tám hướng. Hào quang này cực kỳ thần thánh, những nơi đi qua, tất cả dơ bẩn đều bị tinh lọc, cho người ta trở nên tinh khiết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 25.